There are two things that governments are concerned about. Nhưng có hai chủ đề mà các cái chính phủ đều đang quan tâm. When you are working with a home defense issue, such as drug addicts that can hurt this country's economy. Khi mà chúng ta làm việc với những cái lĩnh vực mà liên quan đến gọi là trong gia đình đấy ạ, ví dụ như là lĩnh vực người nghiện ma túy thì những cái điều này có thể ảnh hưởng lớn đến gia đình. Governments want to know what you are doing. Thì chính phủ rất là muốn biết các bạn đang làm điều gì. They do not want churches involved in politics. À, mặc dù họ không có muốn là các cái lãnh đạo của hội thánh tham gia vào vấn đề chính trị. If you say that you are a church preaching the gospel, then just do that. Preach the gospel. Nếu chúng ta công bố rằng chúng ta là hội thánh và chúng ta chia sẻ phúc âm thì chúng ta chỉ giảng về Chúa, về phúc âm mà thôi. But the government also likes when you preach the gospel, do what Pastor Jacob's church does, and that is love Hanoi. Và chính phủ cũng muốn rằng là khi chúng ta giao giảng phúc âm hay là giao giảng về Chúa thì chúng ta cũng làm giống như là hội thánh của mục sư Jacob làm, đấy là làm các cái hoạt động của yêu Hà Nội. Organize with other churches to take care of children's problems in Hanoi. Và hợp tác cùng các hội thánh khác để giải quyết các cái vấn đề liên quan đến trẻ em ở Hà Nội. Organize with other churches to feed the poor in Hanoi. Liên kết với các hội thánh khác để có những hoạt động mà giúp đỡ cho những người nghèo. And now the government wants you to be organized. Và bây giờ thì chính phủ muốn chúng ta cùng với nhau hợp tác lại. They want all of you saying the same thing. Và họ muốn rằng tất cả chúng ta cùng với nhau thì chỉ đưa ra cùng một cái thông điệp, một cái sứ điệp thôi. In other words, they want the key leaders who are honest and good leaders. They want the key leaders who are honest and good leaders. Và nói một cách khác là họ mong muốn tìm kiếm những cái nhà lãnh đạo, những cái người này là những cái người gọi là có khả năng lãnh đạo tốt và là những cái người tốt, những người chân thành. Who are leading these rehab programs? Là những người mà đang dẫn dắt cái mục vụ giải cứu người nghiện. They want 5 or 6 or 10, 15 leaders. Họ muốn 6 hoặc là 7 hoặc là 10 hoặc là 15 cái người lãnh đạo trong cái mục vụ này. To meet together, 5, 10 or 15 rehab leaders to meet together. Họ muốn những cái nhóm người lãnh đạo này sẽ ngồi lại với nhau, gặp gỡ nhau. And organize an association of Christian rehab centers. Để cùng với nhau hiệp tác tạo ra một cái tổ chức hay là mạng lưới trung tâm cai nghiện cơ đốc của toàn quốc. The leaders in this country that have communicated with me. Và cái người lãnh đạo của đất nước này thì đã liên kết với tôi, đã mời tôi. They say if you have 25 Christian drug rehab centers. Nói rằng là nếu như các bạn hiện đang có 25 trung tâm giải cứu người nghiện. Then have those 25 Christian leaders get together. Thì hãy mời 25 nhà lãnh đạo này đến đây cùng với nhau. And organize a Christian Association of Drug Rehab Centers. Và để thành lập ra một cái hiệp hội các trung tâm cai nghiện, các trung tâm giải cứu người nghiện của Cơ Đốc nhân. We called our organization ACTS, A-C-T-S. Chúng tôi gọi cái hiệp hội các cái trung tâm giải cứu người nghiện của chúng tôi là ACTS, tức là sách công vụ các sứ đồ đấy. Association. Một cái hiệp hội. Of Christian. Của những người tin Chúa. Therapeutic healing. Therapeutic. Yeah. Anybody know the Vietnamese word for therapeutic? Hiệp hội Therapy. Của những người tin Chúa mà có cái phương pháp điều services. Trị hay trị liệu. Association of Christian Therapeutic Services, ACTS, A-C-T-S. Hiệp hội của những người tin Chúa mà có cái mục vụ là mang đến cái sự chữa lành. Now, ours was for fellowship. Và cái từ của chúng tôi mà dành cho cái sự thông công ấy. But it was also to be able to present to the government a strong group of Christian rehab leaders. Cái công việc của chúng tôi chính là thông công với nhau, nhưng mà qua đó chúng tôi cũng thể hiện cho chính phủ thấy rằng chúng tôi là một mạng lưới của những người phục vụ giải cứu người nghiện chung tay cùng với nhau. It is not to ask the government for money. Điều này không phải để xin chính phủ tiền. You might do that. Các bạn có thể làm được, làm như vậy.
It is not to ask the government, how do I run my center? Và cũng không phải cái hiệp hội này để hỏi chính phủ rằng là chúng tôi sẽ phải vận hành cái trung tâm của chúng tôi như thế nào. The government does not want to take your Bible away from you or prayer away from you or praying in the Holy Ghost away from you. Chính phủ sẽ không muốn là lấy Kinh Thánh ra khỏi các bạn hoặc là lấy Đức Thánh Linh ra khỏi các bạn hoặc là cũng không lấy cái sự cầu nguyện bằng tiếng lạ ra khỏi các bạn. The government likes to write papers. Nhưng mà chính phủ muốn, again please, the government papers. Likes to write papers organized. They like to write papers. They want to be able to say, we've got 25 drug rehab centers. Here's who the leaders are. Here's where they're located and here's what they're doing. The government likes to write papers. Yeah. Chính phủ thì thường thích là viết ra những cái báo cáo lắm. Ví dụ họ viết ra báo cáo là đây này, có khoảng 25 trung tâm giải cứu người nghiện này. Đây có 25 người lãnh đạo đây và đây là những việc họ đang làm, đây vị trí họ đang làm như vậy. Họ thích có những cái báo cáo như vậy. And sometimes it helps them write laws. Và nhiều khi thì những cái dựa trên báo cáo như vậy để giúp cho họ viết ra những cái luật. Now Jesus said that if you're not doing anything wrong, laws are only for lawbreakers. But if you're doing everything right, you don't have to be afraid of the law. Và Chúa Giêsu nói rằng là luật thì chỉ dành cho những người mà làm sai luật thôi. Còn nếu chúng ta là luôn luôn chúng ta không có làm gì sai thì chúng ta không phải sợ luật cả. So there's two things about this conference that I was asked to tell you. Như vậy thì có hai điều cái mục tiêu của hội thảo này mà tôi đã được yêu cầu để có thể giúp các bạn. Number one, the leaders of these rehab centers had best be good, godly character. Điều đầu tiên đấy là những người nhà lãnh đạo của những mục vụ cai nghiện này chắc chắn phải là những người, thứ nhất là những người cơ đốc nhân chân chính và thứ hai là những người có đặc tính cá tính tốt và có thể lãnh đạo tốt. And if you have 25 centers or 15 centers, the 25 or 15 leaders get together and organize an association that the government knows who you are and where you are. Như vậy nếu các bạn có 15 trung tâm hay là có 25 trung tâm thì chúng tôi cần có 15 hay là 25 những nhà lãnh đạo đấy ngồi cùng với nhau để cùng đưa ra cái hiệp hội các trung tâm cai nghiện cơ đốc để chính phủ có thể biết được chúng ta là ai và chúng ta làm gì. We had to do it in Singapore. We had to do it in Malaysia. We had to do it in Indonesia. We had to do it in America. Và những điều này là những điều chúng tôi cần phải làm. Ví dụ chúng tôi cần phải làm ở Sing cũng phải làm như vậy, ở Malaysia cũng phải làm như vậy, Indonesia cũng phải làm như vậy và Mỹ cũng phải làm như vậy. Có hiệp hội. We are not here to tell you how to do it. Chúng tôi không có mặt ở đây để bảo các bạn là làm như cách như thế nào. That you must decide on your own. Cái này các bạn sẽ quyết định, chính cái nhóm của các bạn sẽ quyết định. But I ask you not to be afraid to do it. Nhưng mà tôi muốn nói các bạn là đừng sợ khi phải trở nên một cái hiệp hội. For if we are people of integrity and honesty, we have nothing to fear. Bởi vì chúng ta là những người tin Chúa một cách chân chính, chúng ta là những người liêm chính, thì chúng ta không có gì phải sợ cả. But here is the bigger picture. Nhưng mà có một cái bức tranh lớn hơn nè. When we organize together, we stay together. Bởi vì khi mà chúng ta đến cùng với nhau trong một hiệp hội thì có nghĩa là chúng ta đứng cùng nhau, nó sẽ mạnh hơn. Now here is the hard part. Đây chính là cái phần gọi là phần khó. We are still human. Bởi vì chúng ta đều là những con người. We fight the flesh, the world and the devil. Chúng ta cần phải tranh chiến với ba lĩnh vực. Thứ nhất là lĩnh vực xác thịt của chúng ta. Thứ hai là the world and the devil. The flesh, the world and the devil. Thứ nhất là xác thịt, thứ hai là thế gian và thứ ba là tranh chiến với ma quỷ. Chúng ta có ba lĩnh vực phải chiến đấu. And one of the biggest issues we fight is our fleshly competition with each other. Và trong ba lĩnh vực đó thì cái lĩnh vực chiến đấu mà chúng ta cần phải chiến đấu mạnh nhất ấy, đấy là chiến đấu trong xác thịt, là bởi vì chúng ta thường muốn cạnh tranh lẫn nhau. My center is bigger than your center. Trung tâm của tôi thì to hơn trung tâm của anh. I am wiser than you. Tôi thì khôn hơn anh. I have been doing this longer than you have. Tôi làm mục vụ cai nghiện lâu hơn anh rồi. And when we come together as an association, và khi chúng ta đến cùng với nhau trong một hiệp hội, we must lay the flesh down. Thì chúng ta cần phải đặt cái xác thịt này xuống. The Bible says it's one another together the body.
Vì Kinh Thánh nói rằng là mỗi một chúng ta hiệp lại thì mới tạo nên một cái thân thể của Đấng Christ được. We are called to be one another together, the body of Jesus Christ. Bởi vì chúng ta được kêu gọi để mỗi một chúng ta là một cái phần để hiệp thành thân thể của Đấng Christ, không thể đứng riêng lẻ được. But all of us here can tell you that the flesh can get in the way. Nhưng mà tất cả những người nam của chúng ta ở đây sẽ chia sẻ chúng ta rằng là cái xác thịt của chúng ta nó luôn nổi lên như thế nào. We operated our association in Singapore and Malaysia, Indonesia for maybe 15 years. Chúng tôi đã có những cái hiệp hội, những trung tâm cai nghiện của các quốc gia như là Singapore, Malaysia, Indonesia trong vòng khoảng 15 năm rồi. We had great fellowship. Chúng tôi có một cái mối thông công rất lớn. We had great training. Và chúng tôi có rất nhiều những cái cuộc hội thảo lớn. But in a while, after a while, nhưng after mà, a period of time, nhưng mà sau một thời gian, the devil began to sow a little bit of discord. Thì ma quỷ bắt đầu là đưa vào những cái discord. Discord, anger, upset, hurt. Đưa vào những cái khiến cho người ta cảm thấy bị tổn thương mà dẫn đến sự chia rẽ hoặc là những sự buồn. And one center leader would say, I have problems with this man over here. Và một trong những cái nhà lãnh đạo của mục vụ này sẽ nói rằng tôi có vấn đề với cái anh lãnh đạo của mục vụ này. He's not as Pentecostal as the rest of us are. Vì anh này anh ấy là gọi là truyền thống, còn tất cả chúng ta đều là những cái người gọi là charismatic là gì nhỉ? Ân tứ. He's from the Catholic or the Anglican or the Baptist group. Anh ấy thì đến từ ví dụ như là Baptist hay là Methodist hay cái gì đấy mà không giống như ân tứ của chúng ta. And they began to say, let's go our own way. Và như vậy thì anh ấy sẽ bắt đầu nói rằng thôi để chúng ta làm theo ý riêng đi, không có làm chung hiệp hội nữa. I am here today to say, in the name of Jesus, stay together as one body, one family, one team. Ngày hôm nay tôi đến đây trong danh Chúa Giêsu, chúng tôi muốn công bố rằng là hãy để chúng ta đứng cùng với nhau ở trong một gia đình, trong một thân thể của Đấng Christ và cùng với nhau trong một cái vị trí hiệp hội. Look at the four of us together. Hãy nhìn bốn chúng tôi cùng với nhau đây. We are from different organizations. Chúng tôi đến từ các cái tổ chức khác nhau. We are from different church faiths. Chúng tôi cũng đến từ các cái hội thánh mà có những cái giáo hội khác nhau. But we are together, one another, the body. Nhưng mà mỗi một chúng tôi thì tạo nên một cái thân thể. And we are coming to your country to say, associate together with each other and don't walk out on each other. Và ngày hôm nay chúng tôi đến đây để muốn nói với các bạn rằng là chúng ta hãy có sự hiệp một lại ở trong một cái hiệp hội và đứng cùng với nhau, chứ đừng bước đi một cách riêng lẻ, đừng có tách riêng. Competition and doctrinal differences. Có những cái sự cạnh tranh hoặc là có những cái sự khác biệt về giáo phái hay là hệ phái. They will be the seed of separation in your hearts. Thì những điều này sẽ là những cái tội lỗi mà sẽ khiến cho chúng ta bị tách biệt ra khỏi nhóm. So God wants you to stay together. Và Chúa muốn chúng ta hãy đứng cùng với nhau. And governments want you to stay together. Và chính phủ cũng muốn chúng ta hiệp một đứng cùng với nhau. Because when you stay together as a body and as an organization or an association, you have power with the government. Bởi vì khi mà chúng ta đứng cùng với nhau, coi như là thành ra một gia đình rồi, một thân thể của Đấng Christ rồi, thì và ở trong một hiệp hội thì như vậy chúng ta sẽ mạnh hơn, có năng quyền hơn. When you have 25 leaders represented 5,000 drug addicts. Khi chúng ta có khoảng 25 nhà lãnh đạo này đại diện cho khoảng 5,000 người mà có quá khứ nghiện ma túy mà đang được giải cứu. You have great power. Thì chúng ta có một cái quyền năng rất lớn. To present answers to the government. Chúng ta có một cái vị địa vị lớn để có thể trả lời những câu hỏi cho chính phủ. To show the proof of changed lives. Để chứng minh rằng là những cuộc đời của những con người nhờ Chúa Giêsu Christ mà được thay đổi. There's one thing that Pastor Jacob forgot. Có một điều mà mục sư Jacob đã quên mất. Is that I built the first drug rehab center
here in Hanoi. Rằng là tôi đã cũng đã thành lập một cái trung tâm cai nghiện đầu tiên ở Hà Nội. For the government. Cho chính phủ. I spent $175,000. Tôi đã phải chi ra $170,000 cho cái trung tâm này. And gave that center to the government. Và tặng cái trung tâm này cho chính phủ. With the request from me. Nhưng mà chỉ có một yêu cầu từ phía tôi thôi. The day will come when you will not have a clear answer for the drug addicts. Rằng là khi mà các bạn không có cái câu hỏi. And xin lỗi. Again, please. The day will come when you will. What is your request? I said the day will come. Can you speak the whole sentence? The day will come when you will not have a good answer for the drug problem. I told the government, you cannot answer the drug problem. Tức là tôi có một đề nghị thôi, đấy là đến một ngày kia khi mà bạn không có cái câu trả lời cho vấn đề nghiện ở Việt Nam. Only churches and only Christian people can really answer the drug problem. Thì hãy nhớ rằng duy nhất chỉ có những người tin Chúa, duy nhất chỉ hội thánh của Chúa mới có câu trả lời cho cái vấn nạn xã hội này. And in 1994, và năm 1992, they were practicing from Thailand to have drug addicts drink this black stuff. Năm 1994 thì ở đây đã bắt đầu có những cái dạng ma túy như là uống ấy. This they said they have a name. Methadone. No, not methadone. No. It was a black medicine from Thailand. Đây là một cái loại thuốc mà có thuốc mà gọi là thuốc đen đến từ Thái Lan. Because they had sent a man from here to Thailand and he saw the way this worked. À, bởi vì là họ đã gửi những người ở đây đến Thái Lan và họ đã nhìn thấy cái cách mà ở đấy vận cái điều này có thể thực hiện được. And he said the answer is to drink this medicine and it'll cure the drug addict in 2 weeks time. Và họ nói rằng hãy uống cái nước màu đen này đi. Thì là trong vòng 2 tuần thì là ma túy sẽ cái cơn nghiện thì nó sẽ bị gọi là hoàn toàn hết. But it did not work. Nhưng mà thật ra thì nó không hiệu quả. And for 4 years. Và trong vòng 4 năm. They will not allow you to work with the addicts. Thì họ không cho phép các bạn những người này làm việc công việc giải cứu người nghiện. But look at you now. Nhưng mà hãy nhìn đến các bạn bây giờ đây. They have given great freedom to you. Họ đã cho các bạn một cái sự tự do rất là lớn. And your answer is Jesus Christ. Và câu trả lời của các bạn dành cho chính phủ đấy là and your answer, là câu trả lời. And your answer is the power of the Holy Spirit. Và câu trả lời đấy là chính là quyền năng ở trong Đức Thánh Linh. And your answer is the word of God. Và câu trả lời đấy là lời của Đức Chúa Trời mang đến sự biến đổi. And your answer is the power of prayer. Và câu trả lời của các bạn đấy chính là bởi quyền năng của sự cầu nguyện mà người ta được thay đổi. And you are not fighting the government. Và ở đây các bạn không có tranh chiến gì với chính quyền cả. You are fighting the devil. Mà chúng ta tranh chiến với ma quỷ để giành giật những người đấy lại. Do not call the government the devil. Đừng có gọi chính phủ là ma quỷ. The devil is not the government. He's different. À, ma quỷ là một thế lực khác nhé, không phải là chính phủ. So we try to work within the laws. Như vậy thì chúng ta hãy cố gắng làm việc để tuân thủ theo các luật pháp. We have honest leaders. Và chúng ta có những nhà lãnh đạo mà đáng tôn kính. We have an association of Christian drug rehab centers. Và chúng ta có cái hiệp hội của những cái trung tâm cai nghiện cơ đốc. And every one of you are a miracle to this government. Và mỗi một các bạn ở đây chính là một phép lạ cho chính phủ. You are a picture of what God can do. Các bạn chính là cái bức tranh mà Chúa có thể làm được. Whenever Pastor Jacob said, "I want the leader and the people to stand." Khi mà mục sư Jacob nói rằng, mỗi khi mục sư Jacob nói rằng tôi muốn những cái lãnh đạo đứng lên cùng với nhóm của mình. And this whole side stood up as one body, yes? Thì cả cái phía bên này cùng đứng lên cùng một giọng nói thôi. Do it again, stand up. Chúng ta cùng làm lại với nhau. Here's the leader. Now all of your people stand up and give a cheer. Xin mời các bạn cùng đứng lên. Stand up and give a cheer. Hallelujah. Yes. 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 Thank you. Now what if 10,000 stood up?
Điều gì sẽ xảy ra nếu mà 10,000 người cùng đứng lên như vậy? If we had an association where the government came with their cameras and their leaders and 10,000 of you stood up. Điều gì sẽ xảy ra nếu mà chính phủ họ đến với máy camera quay trước mặt chúng ta và 10,000 người đứng lên để mà hô lên cái tiếng ca, tiếng hô vang chiến thắng. Everybody in Vietnam would come running to you for their children to receive deliverance in the name of Jesus. Thì tất cả những cái người ở Việt Nam, gia đình của họ đang có con cái là người nghiện ấy, họ sẽ phải ngay lập tức chạy đến với chúng ta để xin cho con cái của họ được giải cứu. It will not happen easily. Điều này sẽ không xảy ra một cách dễ dàng để hiệp hội có thể xảy ra. The devil doesn't want it to happen. Bởi vì là ma quỷ không muốn chúng ta hiệp một lại. He will try to use competition against each other. Ma quỷ sẽ làm mọi cách để cho chúng ta có thể cạnh tranh lẫn nhau. But if the leaders will be people of integrity. Nhưng mà cái người lãnh đạo, người đứng đầu phải là người liêm chính. Who love the body of Christ. Người liêm chính này có tấm lòng yêu thương hội thánh hay thân thể của Chúa. And maybe we cannot all agree on doctrinal issues. Có thể là trong hiệp hội này chúng ta sẽ không đồng nhất với nhau tất cả mọi điều về giáo lý. But we can agree on Jesus. Nhưng chúng ta sẽ đồng ý với nhau về Chúa Giêsu. We can agree on He in His power sets the drug addict and alcoholic free. Chúng ta đồng ý với nhau rằng là Chúa Giêsu và quyền năng của Ngài sẽ khiến cho người nghiện được tự do. And we can agree that we believe in the body of Christ, His church. Và chúng ta đồng ý với nhau rằng chúng ta tin vào là cái sự hiệp một ở trong thân thể của Đấng Christ. Let's become a godly family together, an association the government sees. Hãy để cho hiệp hội của chúng ta trở thành một cái gia đình, một cách tin kính, một cách thánh khiết, đầy quyền năng của Chúa để chính phủ có thể nhìn thấy. That's what I want you to understand. Đây là điều mà tôi muốn các bạn hiểu. In our first step together. Đấy là cái bước đầu tiên mà chúng ta có thể đến cùng với nhau. Now, the government wants honest leaders. Chính phủ muốn những cái người lãnh đạo được những cái người lãnh đạo chân chính và liêm khiết. The government wants an association of drug rehab centers. Chính phủ muốn hiệp hội của những cái trung tâm giải cứu người nghiện ma túy. And the government wants highly trained and skilled workers in this ministry. Và chính phủ muốn trong cái mục vụ giải cứu người nghiện ma túy cơ đốc này thì những cái người làm việc là những người được đào tạo, có năng lực và có tay nghề. You come from many backgrounds. Có thể các bạn đến từ nhiều bối cảnh khác nhau. Some of you come from educated families. Có thể bạn đến từ gia đình có học vấn cao. Some of you come from families who never completed school. Có thể các bạn đến từ gia đình mà là không được đi học nhiều. Some of you come from families of affluence and some come from very poor families. Có những người thì đến từ những gia đình mà có ảnh hưởng nhiều tới người khác, giàu có đấy, cũng có những người đến từ gia đình nghèo. Some of you have very good speaking skills and very good team skills. Có những bạn thì là có cái kỹ năng nói rất là giỏi hoặc là cái kỹ năng làm việc trong nhóm rất là giỏi. But on the whole, when you come together in a rehab center, nhưng mà toàn cảnh là khi chúng ta đến cùng với nhau trong một cái trung tâm, những cái trung tâm giải cứu. For the first time, some of you find out who you really are. Thì cái điều đầu tiên mà chúng ta sẽ khám phá ra rằng đấy là con người thật của chúng ta là ai. In a period of being in a program for 6 months, a year, 2 years. Ví dụ như cái khoảng thời gian đấy, sau 6 tháng hoặc sau 1 năm hoặc sau 2 năm. You will discover out of stress and out of schedule and out of discipleship what kind of person you are. Sau cái vòng thời gian đấy thì chúng ta sẽ khám phá ra được rằng là sau tất cả những cái lịch trình làm những cái lịch trình học hỏi rồi sau những cả những cái chương trình đào tạo huấn luyện thì chúng ta sẽ tìm kiếm ra được thật sự con người của chúng ta được biến đổi như thế nào. So training of all of your workers is very important. Như vậy cái việc đào tạo hay là môn đồ hóa những cái người làm việc của chúng ta là những điều rất quan trọng. I want to suggest to you a number of equipping materials and courses that you need to have. Và tôi muốn giới thiệu với các bạn
về những cái tài liệu và những cái khóa học mà những cái người đang hầu việc Chúa trong lĩnh vực giải cứu người nghiện này cần phải học. So whether when the government looks at you, they see two things. Để cho khi mà chính phủ nhìn đến chúng ta, họ sẽ nhìn thấy hai điều. You have the best trained workers in your field. Là họ sẽ nhìn thấy rằng trung tâm của các bạn ấy là có những cái người được đào tạo tốt nhất trong cái lĩnh vực giải cứu người nghiện. And then you also train your graduates, your students so well that companies want to hire them. Và điều thứ hai, các bạn nghe kỹ nhé. Điều thứ hai đấy là chúng ta có thể giúp cho những cái người đến giải cứu ấy, sau khi họ được tốt nghiệp ấy, họ được đào tạo tốt nhất để những cái doanh nghiệp hay là của chính phủ hay là của doanh nghiệp xã hội muốn mà đến mà mời họ đến làm việc. So we have put together training courses. Như vậy tất cả những điều này chúng tôi đưa vào trong những cái khóa huấn luyện. Number one, people skills. Điều đầu tiên đấy là huấn luyện về các cái kỹ năng của con người. Number two, ethical skills. Và điều thứ hai đấy là những cái kỹ năng về nghề nghiệp. Number three, personal image skills. Và điều thứ ba đấy là những cái kỹ năng how people look at you, how people see you in a professional way. Những cái kỹ năng để người khác có thể nhìn thấy mình là một cái người chuyên nghiệp, tức là cái kỹ năng chuyên nghiệp. Number four, communication skills. Và khóa thứ tư đấy là các kỹ năng về truyền thông. Number five, team skills. Khóa thứ năm đấy là cái kỹ năng làm việc trong nhóm, theo nhóm. Number six, mentoring skills. Khóa thứ sáu đấy là những kỹ năng tư vấn. Number seven, managing skills. Và khóa thứ bảy đấy là kỹ năng quản lý. All of these skills will do two things. Tất cả những cái khóa học này thì sẽ làm được hai điều. It will give you top quality workers in the rehab center. Nó sẽ giúp cho các bạn để trở thành những cái người nhân sự làm việc ở trong trung tâm, đấy là những người nhân sự hàng đầu. And the same skills taught to your residents. Và cũng cùng những kỹ năng đấy các bạn sẽ dạy cho những cái học viên của chúng ta. Will give them good jobs when they graduate. Thì khi mà họ tốt nghiệp ấy, họ sẽ được là có thể làm được những công việc tốt. Because with these skills that are taught to your staff and your students. Bởi vì với những kỹ năng này các bạn dạy cho nhân sự của mình và các học viên của mình. You can give a high quality certificate that they can take and say, I have been trained in all these skills. Thì sau khi họ đã học được rồi ấy, thì các bạn sẽ cho họ những cái chứng nhận hay chứng chỉ rằng là họ đã là người đã tốt nghiệp và đã có những cái điều kiện như thế này, có những cái kỹ năng tuyệt vời như thế này. They will make your staff better staff members. Và họ sẽ khiến cho nhân sự của các bạn trở thành những nhân sự tốt hơn. And they will make your students better workers in the working world. Và sẽ khiến cho các học viên của bạn sau khi tốt nghiệp, họ sẽ ra đời, họ làm việc, họ sẽ trở thành những người làm việc chuyên nghiệp và được yêu mến hơn. So now we have seen three things that governments want. Như vậy thì chúng ta nhìn thấy ba điều mà chính phủ đang muốn. They want leaders of integrity. Họ muốn những người lãnh đạo một vụ này là những nhà lãnh đạo liêm chính, chân chính. With Christ in me, I will be a leader of integrity. Và bởi vì Chúa Giêsu sống ở trong tôi, nên tôi phải trở thành nhà lãnh đạo liêm chính. Secondly, they want an association of all the rehab, Christian rehab centers, where they know who you are and what you're doing. Và điều thứ hai là họ muốn tất cả chúng ta hiệp một lại để trở thành một hiệp hội của các trung tâm cai nghiện Cơ Đốc, và để chính phủ có thể biết được là chúng ta làm điều gì. Và làm ở đâu, đang làm những điều gì. Number three, they want workers and graduates with high levels of professional skills. Và điều thứ ba là họ muốn là những nhân viên làm việc ở trong cái trung tâm của chúng ta và những cái học viên ở trong trung tâm chúng ta sẽ là những người top đứng đầu, những người tốt nhất. Many times in these rehab centers, rất là nhiều lần trong những trung tâm của chúng ta, we just wanted to see them saved and filled with the Holy Spirit and obeying the rules of our center. Thì hầu như là chúng ta chỉ muốn là thứ nhất là họ được cứu này, họ bỏ được ma túy này, và họ tin Chúa này, và họ vâng theo những cái luật của trung tâm. But the world and
the family of the drug addicts want them to graduate from your program with something more than handama shakarobo hosandai, something more than that. Nhưng mà chính phủ hay là thế giới này này hay là gia đình của những người nghiện ấy thì họ mong muốn là sau khi tốt nghiệp ấy, họ mong muốn thấy những người này có thể làm được nhiều điều hơn, không phải chỉ là wasakamalakasakala. I am fully Pentecostal. Tôi là một người hoàn toàn là người ngũ tuần nhé. I pray in tongues all the time. Tôi cầu nguyện trong tiếng lạ luôn luôn. But I am a highly trained professional as well. Nhưng mà tôi cũng là người mà đã chịu học hỏi, đã chịu đào tạo và nhiều nhất và tốt nhất. I hold the Bible in one hand. Một tay thì tôi cầm nắm Kinh Thánh. And the newspaper in the other hand. Một tay kia thì tôi phải có những cái báo thông tin của thế giới này. I know what's happening in the kingdom of God. Tôi biết điều gì đang xảy ra trong vương quốc của Chúa. And I know what's happening in the world of man. Và tôi cũng biết điều gì đang xảy ra trong thế giới loài người. And your staff and your graduates need both of those. Và những các nhân sự của các bạn, các học viên của các bạn phải là những người được đào tạo trong cả hai lĩnh vực này. We do not want the government to laugh at us. Chúng ta không muốn là chính phủ chỉ nhìn chúng ta cười là những chỉ là and những say, người oh, those are the Hundama Shandai people. Ở đây là những người mà kiểu như là chỉ suốt ngày nói gì đấy thôi. Họ không hiểu nổi là chúng ta là người gì. We want to be good citizens. Và chúng ta cần phải trở thành những người công dân tốt của xã hội, công dân tiêu biểu của ta xã hội. We want people to honor Jesus, honor the word and honor the person of the Holy Spirit. Chúng ta cần chúng ta muốn rằng qua cuộc đời của chúng ta thì những người trong xã hội tôn trọng Chúa Giêsu, tôn trọng công tác của hội thánh của Chúa đang làm và tôn trọng những cái người nghiện được giải cứu. So these three things. Như vậy ba điều này. The government wants. Là điều mà chính phủ muốn. Now I want to find out if you were really listening. Bây giờ tôi muốn tìm hiểu xem các bạn có thật sự đang nghe hay không. I want somebody to jump to your feet and in Vietnamese say what those three things are. Somebody who's courageous. Sẽ đủ dũng cảm để đứng lên và nói là ba điều mà tôi chia sẻ về chính phủ muốn sáng hôm nay là gì. Yes, stand there. You raise the desk. Raise, stand up. What are they? Đứng thẳng lên ạ. Cho một tràng vỗ tay ạ. Yep. Thứ hai là họ muốn chúng ta sẽ trở thành một hiệp hội để họ dễ quản lý hơn. And they want us to become an association so that it is easy for them to manage us. Và điều cuối cùng là họ muốn hiệp hội đó sẽ sản sinh ra những học viên, những nhân viên tốt nhất cho đất nước của họ. And the third one, they want to have the best staff, best graduate. Let's clap our hands. Yes, yes. Now, I want to take issue with one thing he said. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến một vấn đề ở trong ba điều mà bạn nói. We must wipe out of our thinking. Chúng ta cần phải xóa bỏ những cái suy nghĩ cũ của chúng ta. His words when he said the government wants us to be an association so they can better manage us. Wipe that out. Trong đấy có cái phần thứ hai bạn nói rằng là chính phủ muốn chúng ta hiệp lại trở thành một hiệp hội để họ có thể dễ quản lý hơn. Thì điều này xin các bạn tạm bỏ ra khỏi tâm trí của mình. That may be true. Điều này có thể là đúng. But we're not going to talk that way. Nhưng mà chúng ta sẽ không nghĩ. We want them to better understand us. Chúng ta phải hiểu theo cách là họ muốn hiểu về chúng ta nhiều hơn, tốt hơn. And we want them to have a better appreciation for us. Và chúng ta thì cũng muốn họ đánh giá chúng ta cao hơn, hay là đánh giá chúng ta đúng những cái gì chúng ta đang làm. And we want them to say, those are the best honest people in the entire nation. Và chúng ta muốn rằng là họ nhìn nhận chúng ta rằng đây, những con người này là những con người tốt nhất trong cả đất nước của chúng ta. And we know where they are and what they're doing, and it's all good. Và chính phủ sẽ nói rằng đây là những người mà người có quá khứ nghiện mà đã được giải cứu trở nên rất là tốt, và chúng tôi biết họ ở đâu và chúng tôi biết họ điều đang làm gì. And they have the most professionally trained staff and graduates. Và họ có những cái người nhân viên của họ hay nhân sự của họ và những người học viên của họ là những người tốt nhất. Sure, governments want to manage and control. That's true.
Đúng rồi, chính phủ thì muốn quản lý, muốn kiểm soát chúng ta. But we don't want to talk like that. Nhưng mà chúng ta sẽ không muốn là bị nói đến theo cách như vậy. We want to wipe the word manage us out of our thinking. We want to wipe the thought manage us out of our thinking. Chúng ta muốn loại bỏ cái sự suy nghĩ rằng là họ muốn kiểm soát chúng ta ra khỏi tâm trí của chúng ta. We want them to understand us. We want them to appreciate us. And we want them to honor us for the good we do. Quản lý là theo cái cách như này. Chúng ta muốn họ hiểu đúng được chúng ta là ai. Và họ biết được những cái điều chúng ta làm là tốt lành như thế nào. Và cuối cùng là những con người mà chúng ta sản sinh ra có ích lợi cho xã hội như thế nào. Have you written your question? Take now. We're going to have the first discussion time. Bây giờ, write your question out. Bây giờ các bạn hãy viết câu hỏi của mình xuống. Thời giờ này chúng ta sẽ come and set these chairs, turn them around here. Come, các... come, come. Pick up these chairs right here and turn them around to the front. We'll sit right here. After every time of teaching, stay with me. After every time of teaching like this, sau mỗi một cái phần mà sau mỗi một phần chia sẻ như thế này, we will have a question and answer time. Thì chúng ta sẽ có thời gian để hỏi và đáp. And they will come from your questions. Thì sẽ đến từ những câu hỏi của các bạn. But also, gentlemen, on this session, come. On this session, we are also going to answer the ones that have to do with what I just finished talking about. Your experience with an association. Your experience with highly trained staff workers. Your experience with governments. Okay? Very good. Như vậy, những người ở đây là những người mà có nhiều kinh nghiệm với ví dụ như làm việc với chính quyền này, nhiều kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp xã hội này, rồi là nhiều kinh nghiệm làm việc trong cái việc là tạo ra liên kết để tạo ra hiệp hội, thì họ sẽ là những người giúp cho chúng ta trả lời những câu hỏi mà chúng ta đang có thắc mắc ở trong đầu. So now you will stand and ask your question with her microphone and they will answer. First ask questions about what I just finished talking about, the three things that are there. And giờ thì các bạn sẽ có đứng lên và hỏi những câu hỏi. Đầu tiên là sẽ hỏi những câu hỏi liên quan đến chủ đề sáng nay tôi vừa nói ra là ba điều mà chính phủ muốn ở chúng ta. Các bạn hỏi những câu hỏi đó trước. Sau đó thì có gì liên quan thì chú trả lời, mục sư trả lời, sau đó các anh ở đây sẽ trả lời. And also write out other questions you have, which in the other sessions we will look at. But right now we're going to look at the one of these three things government wants. Sau đó thì cũng viết ra những câu hỏi mà khác với cái ba điều này mà nhưng mà các bạn có thì những lần khác trong những tiết học sau chúng ta sẽ trả lời. In the same way that we're changing the word manage to understand, appreciate and honor. Maybe there's things in your mind that your government is doing that we can help you with. Và tiếp theo nữa đấy là nếu mà các bạn có câu hỏi liên quan đến việc là chính phủ sẽ quản lý chúng ta như thế nào. Thì cái phần mà chúng tôi vừa giải thích ấy, nếu mà các bạn còn có câu hỏi nữa thì cứ hỏi, đấy là khiến cho những cái gì chúng ta làm ấy được đánh giá, được trân trọng, được hiểu đúng ý nghĩa của việc chúng ta làm. Và khi các bạn hỏi câu hỏi thì ba cái anh này, ba cái người ở trên đây sẽ giúp trả lời. Ai có câu hỏi đầu tiên ạ? Đừng có xấu hổ. Không có câu hỏi gì có nghĩa là sai rồi, có nghĩa là tất cả mọi điều đều đúng hết rồi, tốt hết rồi. Tôi xin hỏi là để đào tạo nhân viên và học viên của mình để trở nên một người đứng vào dạng gọi là top 10, là đứng đầu thì là tốt, thì chúng tôi hiện tại chúng tôi chưa có những cái giáo trình về vấn đề đào tạo về con người, về chuyên nghiệp, về truyền thông, về tư vấn, về quản lý. Thì chúng tôi liệu có được lấy tài liệu ở tại đâu? Và để đào tạo được người như vậy thì thậm chí theo chúng tôi đánh giá thì nó còn cao hơn cả trình độ đại học ở tại Việt Nam nữa. Cho nên là cần cái giáo trình tài liệu là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình huấn luyện trong khoảng bao nhiêu lâu, nghĩa là người nào, nghĩa là đang cho phải lãnh đạo phải được học trước hay như thế nào, có cái kế hoạch nào cho chúng tôi trong cái việc để huấn luyện này không?
Xin cảm ơn thầy Hải. He said that about the materials and trainers who will provide for us, and because of if we can have this our staff and graduates to have this kind of such great skills like this, it's more than a student graduate from the university. Yeah. So he could like to ask about the materials, trainers, the resources. And I suppose I'm the only one who can answer that, because these men, this is their first time to hear about these materials as well. Where's the other microphone? Tôi nghĩ rằng tôi là cái người duy nhất có thể trả lời câu hỏi này, bởi vì ba cái anh ở đây là lần đầu tiên anh nghe về những chương trình này. I knew this would be the first question. À, tôi biết là đây là câu hỏi đầu tiên các bạn sẽ hỏi. Now, this is a very good question. Đây là một câu hỏi rất là hay. But in reality, it's a question that only Vietnamese leaders can answer. À, nhưng mà cũng cùng lúc đó thì câu hỏi này chỉ là những người lãnh đạo Việt Nam mới có thể trả lời được. How many of you wrote down the things I said that you should train your people in? How many wrote it down? Bao nhiêu người trong số các bạn? Bao nhiêu người trong số các bạn đã viết xuống những cái chủ đề hay là những khóa học mà tôi đã nói? À, đây có anh Hải là viết xuống, còn ai đã viết xuống xin giơ tay ạ. Did you write them down? Các bạn đã viết yes. xuống nữa. Anybody else write còn, them down? Còn ai yes. nữa không ạ? Ai đã viết xuống không ạ? Let me repeat them. Let me repeat them again. À, bây giờ tôi xin nhắc lại các bạn viết xuống nhé. People skills. Đầu tiên là các cái kỹ năng con người. Professional image skills. Và điều thứ hai là các cái kỹ năng về các kỹ năng nghề nghiệp. Ethical skills. Các kỹ năng chuyên nghiệp. Communication skills. Các kỹ năng truyền thông và giao tiếp. Team skills. Các kỹ năng làm việc theo nhóm. Mentoring skills. Các kỹ năng tư vấn. And managing skills. Các kỹ năng quản lý. Now the big problem that all of you face and all of us in the world face. Cái vấn đề lớn nhất mà tất cả chúng ta đều đang gặp phải và mọi người trên thế giới gặp phải. I want something that costs me nothing. À, tôi muốn có cái điều gì đó, đạt được điều gì đó nhưng lại không mất gì cả. Number one. Điều đầu tiên. These materials have to be translated into Vietnamese. Những tài liệu này cần phải dịch sang tiếng Việt. So somebody's going to have to pay for that. Vậy thì ai đó sẽ phải trả tiền cho cái tiền dịch sang tiếng Việt. And if they are worthy for you to have, then they're worthy for you in this association. Vâng. To pay for. Như vậy nếu những tài liệu này xứng đáng để chúng ta có để đào tạo cho những người của chúng ta thì cũng xứng đáng để cái hiệp hội này phải cần phải trả cái tiền này ra. But even better. Nhưng mà còn tốt hơn nữa. You can write your own training materials. Tốt hơn nữa là nếu các bạn có thể tự viết ra được những cái tài liệu để mà dạy dỗ, để mà huấn luyện trong những chủ đề này. You can take these titles. Các bạn có thể lấy những cái chủ đề này. Because all of my material is Western oriented. It does not deal with your culture. Bởi vì là tất cả những tài liệu của tôi thì là được viết ra cho những cái người ở văn hóa phương Tây. Có thể là nó sẽ có những phần không phù hợp với văn hóa của các bạn. So what these skills might be in the West, they are not valued here in Vietnam. Có thể những cái tài liệu đấy là sử dụng cho phương Tây và không có được áp dụng tốt ở Việt Nam. Now here's another way. Và có một cách khác nữa. I can charge to the association. À, thì tôi có thể trả tiền này cho hiệp hội. It's my way of encouraging you to become an association. In other words, I'm pushing you to become association. Là nếu mà tôi có nghĩa là vai trò mà thúc đẩy các bạn, kiểu giống như kiểu bắt các bạn trở thành hiệp hội ấy, thì tôi sẽ trả tiền cho các bạn. And when you become an association. Và khi các bạn trở thành hiệp hội. I will sell one set of the copies of all of this material. À thì tôi sẽ bán một bộ tài liệu của tất cả những cái này. To the association. I will sell one set of all the courses to the association. To this association. After they become an association. I still do not get your idea. Help her. Somebody help her. When you become an association. I will sell one set of all the courses to the association. But you first become an association. Tức là đầu tiên các bạn phải trở thành hiệp hội trước đã, rồi sau đó cái phần trước dịch là không đúng nhá. Xin lỗi nhá. Đầu tiên là các bạn phải trở thành hiệp hội trước đã và sau khi các bạn trở thành hiệp hội rồi ấy, thì tôi sẽ bán một cái bộ tài liệu này cho hiệp hội của chúng ta.
And then I will send a trainer here to train all of the courses to 5 of your leaders. Và sau đó thì tôi sẽ gửi những cái nhà huấn luyện của chúng tôi đến đây để huấn luyện cho những cái người 5 cái nhà lãnh đạo tiêu biểu của các bạn. And those 5 leaders then have access to all of the courses. Và 5 cái nhà lãnh đạo này thì sẽ được học tất cả cái khóa học này. And they can train everybody in the association. Và sau khi họ đã tốt nghiệp rồi, học xong rồi, họ có thể huấn luyện lại cho tất cả những người khác ở trong hiệp hội của chúng ta. If this is worthwhile professional material, nếu đây là cái tài liệu mà xứng đáng để mà dùng cho khắp mọi nơi trên thế giới, that we have spent 25 years developing, và chúng tôi đã để dành những 25 năm để có thể viết ra được những tài liệu này, and cost us 1.8 million US dollars to finish. Và nó sẽ đã tốn của chúng tôi là 1.8 triệu đô la Mỹ để mà có thể hoàn thành cái chương trình này. And let's say that you get all of it for 3,500 US dollars. I just reached up and took a number. That's not what it is, but I just reached and got a number. If I charged all of this for $3,500, is not that cheap for everybody to have access to? Bởi vì nếu mà cái số tiền mà chúng tôi bỏ ra như vậy và số năm như vậy để có thể viết ra được tài liệu này, mà nếu mà bán cho các bạn chỉ với 3.500 đô thôi, thì như vậy là giống như là quá rẻ so với những gì mà công sức đã bỏ ra. Và các bạn sẽ không trân trọng. Remember earlier I said you all come from different backgrounds. Lúc đầu có nhớ không, tôi nói là các bạn đều đến từ những cái gia đình khác nhau, bối cảnh khác nhau. You come from all kinds of educational backgrounds. Các bạn đến từ những cái nền giáo dục cái học thức khác nhau. So why don't you take all of these titles I gave you? Thì bạn có thể là dùng tất cả những cái chủ đề mà tôi vừa nói với các bạn. And write your own culturally correct material. Để có thể viết ra, chính chúng ta sẽ viết ra những cái giáo trình, những cái tài liệu mà đúng và phù hợp với văn hóa và đất nước chúng ta. Find a businessman or businesswoman who believes in your ministry. Hãy tìm những cái nhà doanh nghiệp, nữ doanh nhân hoặc nam doanh nhân mà có thể hiểu chúng ta rõ về cái mục vụ này. Get them to hire the very best educated one among you. Và hãy nhờ họ để có thể là tìm những cái người nào mà giỏi ấy để có thể đến giúp chúng ta. Who is willing to take the time to full time as I did write this material in your own culture, in your own language. Và những cái người giỏi đấy ấy, thì sẽ đến tìm hiểu những điều chúng ta làm, mục vụ chúng ta làm, và sau đó thì giúp chúng ta viết ra được những cái tài liệu này trong cái ngôn ngữ của chúng ta. And when that person sees the material that you have put together with the same quality of what I have put together, they're also going to charge you money for it. Và những cái người đó khi mà giúp chúng ta hiểu tất cả mọi điều về mục vụ chúng ta, giúp chúng ta viết ra được cái tài liệu này rồi, thì họ sẽ lấy tiền của chúng ta, giống như chúng tôi đã phải mất một bằng đấy tiền để mới có thể yes, có. I have all of this material. Bây giờ chúng tôi đã có tất cả cái tài liệu này rồi. But it is expensive to reproduce. Nhưng mà nó rất là khó để mà rất là đắt để mà có thể là sản sinh ra bằng những cái To get each one of these courses, you have to pay for the book individually, for the course individually. Bởi vì là khi mà chúng ta muốn học những khóa học này thì chúng ta phải đóng tiền, rồi là phải mất tiền mua sách. In the United States they cost 25 US dollars per book. Ở Mỹ là họ bán là 25 đô cho một quyển sách này. You say, well, Pastor Irvin, we only want 3 of those topics. Và các bạn nói rằng, ô thế thì mục sư Irvin ơi, nhiều tiền thế thì tôi chỉ muốn học 3 môn thôi. I have 8 of them all together. Nhưng mà ở đây free. No free. No. But I did not come here in this conference to sell this to you. Nhưng mà tôi không đến đây trong hội thảo này để bán những cái tài liệu này cho các bạn đâu. I came to sell the idea to you. Nhưng mà tôi đến để mà bán ra những ý tưởng hay là gợi ý cho các bạn những ý tưởng như vậy. The idea is from your government.
Và ý tưởng này thì đến từ chính quyền của chính phủ của các bạn. And the idea is from the businesses in your country. Và cái ý tưởng này cũng sẽ đến từ những doanh nghiệp trong đất nước của các bạn. Your students need something more than Hundamashandai. À, bởi vì những cái sinh viên của chúng ta thì còn cần nhiều hơn là chỉ là được đổ đầy bởi Thánh Linh và Gasakamalakasa. They need professional skill training. Họ cần phải được có những cái kỹ năng làm việc một cách chuyên nghiệp. And when they get the professional skill training, you give them a certificate that they've completed all 8 courses or however many you create. Và sau khi họ đã được học những khóa học này rồi, để đạt được những kỹ năng làm việc chuyên nghiệp rồi, các bạn sẽ cho họ những cái chứng chỉ. Và chúng ta nhớ khi chúng ta trở thành hiệp hội mà được xã hội công nhận, nhà nước công nhận, thì cái chứng chỉ đó rất có giá trị và khiến cho họ có thể ra đời và có thể họ trở thành những người mà hòa nhập tốt cho xã hội. Some of these ideas in the training is culturally correct for Americans, but not you. Có thể có một trong những cái tài liệu ở đây thì có những cái phần nó hòa hợp với văn hóa phương Tây, nhưng mà có thể không hòa hợp với văn hóa chúng ta. And others of them are taken straight from the Bible, so they're good for anyone, even though it does not talk about the Bible in these trainings. Và có một số những cái phần ở trong cái tài liệu thì là lấy từ Kinh Thánh ra, mặc dù thì không có nói rõ là từ của Kinh Thánh, nhưng mà lấy từ Kinh Thánh này nó có thể áp dụng cho mọi xã hội. Right now we have trained over 25,000 people with this material. Và đến thời điểm này thì chúng tôi đã đào tạo huấn luyện được cho 25,000 người sử dụng cái tài liệu này. And the majority of them are the millennial generation. Millennial là gì? Millennial. From 18 to 35 years of age. Và hầu hết trong vòng 25,000 người này là những người mà ở lứa tuổi là từ trung niên đến từ thanh niên đến tráng niên đấy, từ khoảng 18 cho đến 35. We will work with you to train you how to use this material, but it will cost you. Chúng tôi sẽ làm việc với các bạn để cho các bạn có thể biết được là huấn luyện những cái tài liệu này, học tài liệu này như thế nào, nhưng mà các bạn sẽ phải mua. But you can take the titles, because they're the same for everybody, and you can write your own courses. Nhưng mà những cái chủ đề mà tôi đã nói ở đây là miễn phí, tôi có thể nói với các bạn chủ đề rồi. Các bạn có thể tự thuê người để viết những tài liệu của mình. Does that answer your question? Tôi có trả lời cho câu hỏi của bạn, trả lời được câu hỏi của bạn chưa? Other questions you have? Còn có câu hỏi nào của bạn có nữa không? You can ask other questions about this. Yes, please. Xin mời bạn. Dạ thưa mục sư, là theo tôi được biết là hầu hết các mục sư là được đến từ những nước phát triển và những nước có được cái sự tự do trong việc tín ngưỡng. Nếu thế thì theo kinh nghiệm của các mục sư đi nhiều nước trên thế giới thì tại ở Việt Nam thì việc một có nghĩa là một hệ phái đã được công nhận tư cách pháp nhân đã là một chuyện khó rồi. Thế thì các vị mục sư có cái kinh nghiệm gì để chúng tôi thành lập một cái hiệp hội để được nhà nước công nhận và có một cái tư cách pháp nhân theo cái thể chế chính trị ở Việt Nam, để cho ở đây là có những lãnh đạo hoặc là có những anh em sắp trở thành những lãnh đạo tương lai để nắm bắt được cái kinh nghiệm đó để chúng tôi biết. The question is, thank you so much for coming here, and you have so much experience in established association in the world. But in your country, most of them come from the developed countries where you have freedom, religion from freedom, and do you really respect your and the your laws do not against your religion freedom. But in our country we have this problem, and in order to have a legal paper for a denomination is already difficult. And now if we would like to gather together to be an association recognized by the government, how to establish it, this association, but still keep our good things in our denomination, that
that mean cannot against our theology? That is an excellent question. Đấy là một câu hỏi rất là tuyệt vời. Did the government keep you from coming here today? Chính phủ có ngăn cản bạn đến ngày hôm nay không? Ngày hôm nay đến đây có bị ngăn cản? Did you come freely here today? Ngày hôm nay bạn được đến một cách tự do. Did you have to sign a paper to the government to come here today? Bạn có phải ký một cái giấy nào để chính phủ cho phép bạn đến đây ngày hôm nay không? Did you have to pay a fee to the government to come here today? Các bạn có phải trả tiền cho chính phủ để các bạn được đến đây ngày hôm nay không? No, you came freely. Hôm nay các bạn đã được đến đây một cách tự do. And freely you will get our ideas. Và các bạn cũng được nhận những cái ý tưởng của chúng tôi một cách miễn phí. Some things you may have to pay for. Có thể là có một vài cái các bạn phải trả tiền. I'm not asking that you start an association that is legal written. I'm asking that you start an association that is godly, together, one another, the body. Đầu tiên thì tôi chưa đòi hỏi các bạn phải thành lập ra một hiệp hội mà có cái giấy phép chứng nhận của nhà nước. Nhưng đầu tiên tôi đòi hỏi các bạn là thành lập một hiệp hội này là hiệp hội những con người của Chúa và là những người Cơ Đốc nhân chân chính. Another word for association is fellowship. Cái từ association, từ hiệp hội này, nó còn có nghĩa là fellowship, tức là có một sự thông công. Another word is training. Và có một cái từ khác nữa có thể thể hiện nó, đấy là training, tức là đào tạo hay huấn luyện. Another is just to come and learn together. Một cái cách khác nữa chúng ta có thể hiểu đấy là hãy đến và học cùng với nhau. You already have an association to a certain extent. Như vậy thì các bạn đã có một theo một cái bước nào đó thì chúng ta đã trở thành hiệp hội rồi. How did you hear about this? Các bạn nghe về cái hội thảo này như thế nào? You had an association of phone calls, letters, somebody told you about this. Thì các bạn được nghe từ cái hiệp hội là cái sự thông báo qua điện thoại, qua email hoặc là qua người này người kia nói với mình. So that's how you start. Như vậy đấy chính là các bước bắt đầu đầu tiên. Don't make it legal. Không cần nhất thiết là phải có. Don't make it written. Không cần nhất thiết là đã phải có cái giấy tờ giấy phép. You don't have to send it to the government. Chúng ta cũng không cần phải gửi thông tin này đến chính phủ. You just do it among yourselves. Chúng ta cứ làm giữa vòng chúng ta thôi. So it is a loose fellowship. It is a loose training. And in time, when the doors are open for more freedom, you can write things out and present it to the government, but not now. Như vậy thì cái thời điểm này chúng ta cứ làm như thế này thôi. Chúng ta cứ gặp mặt họp cùng với nhau hay học cái gì đó cùng với nhau, đấy chính là hiệp hội rồi. Cho đến thời điểm nào mà đúng thì chúng ta có thể trình dâng lên chính phủ để có một cái giấy phép công nhận. You talked about religious freedom. This man is from a country where we don't have that 100% either. Malaysia has very strict rules. So I'm going to ask you to kind of answer anything that's on your mind. Bạn có nói đến vấn đề là tự do tôn giáo ấy, vì đất nước của mình thì không có được tự do như đất nước của họ. Thì anh này đến từ Malaysia cũng không có được 100% tự do tôn giáo cái đức tin của chúng ta. Good morning. Xin chào buổi sáng. Các bạn nói là good morning lại. Good morning. Pastor Irving was sharing earlier that about 40 years ago we started this association in Malaysia. 40 years ago. Mục sư Owen lúc nãy đã chia sẻ là buổi sáng hôm nay chia sẻ đấy là chúng tôi cách đây 40 năm chúng tôi đã bắt đầu cái hiệp hội này. I want to support his statement that you don't have to do it legally. Và tôi muốn ủng hộ cái ý tưởng của mục sư Owen nói rằng là chúng ta không cần nhất thiết phải có hiệp hội này một cách gọi là được nhà nước cho giấy phép. This association, we call it ACTX, until today is not a legal association in Malaysia still. Cái hiệp hội mà chúng tôi gọi là ACTX là công vụ ấy. Cái hiệp hội này đến ngày hôm nay chúng tôi vẫn chưa có được giấy phép từ chính phủ Malaysia. But every year about 150, sometimes even close to 200 of the center boys and their leaders got together and they play football and they fellowship and they worship
and they had a good time. Nhưng mà hàng năm thì chúng tôi vẫn có những cái thông công với nhau. Ví dụ như chúng tôi có thờ phượng Chúa cùng nhau, chúng tôi có học cái điều gì đó cùng với nhau, hoặc là chơi đá bóng cùng với nhau. Tức là cái hiệp hội nó theo ý nghĩa là có sự thông công lẫn nhau. Khoảng độ 200 và những cái học viên và những lãnh đạo của họ từ các cái trung tâm cai nghiện cơ đốc. So, correct me if I'm wrong, Pastor Irvin, but I think what Pastor Irvin is trying to say is, since there are a few centers represented here, why don't the among the center leaders get together and start something? Among you, you can decide who will be the first president of your association. Như vậy thì theo ý của tôi là giữa vòng các bạn ở đây, các bạn có một số những trung tâm cai nghiện của các bạn cử ra những người lãnh đạo, sau đó những người lãnh đạo đấy họ sẽ ngồi lại với nhau. Và mình sẽ bầu ra một người gọi là chủ tịch của cái hiệp hội các trung tâm cai nghiện cơ đốc này. Among you, you can decide how long the presidency should be. Maybe for 2 years or 3 years before the next center leader takes over the leadership. Và chúng ta có thể quyết định cùng với nhau là cái giai đoạn làm việc này có thể kéo dài bao nhiêu lâu, ví dụ như 2 năm hoặc là 3 năm. Để sau đó chúng ta lại có bầu cử lại để bầu cử ra một cái nhà lãnh đạo khác làm chủ tịch hiệp hội. I think it is about time this is done and do it quickly. Và tôi cũng muốn nói rằng đây là cái thời điểm mà chúng ta có thể làm điều đó và chúng ta có thể làm một cách nhanh chóng. Before I came to Hanoi, I thought we had a longer history in Malaysia and Singapore. I didn't realize Pastor Irvin started a center here in 1972. That is way beyond we start our center in Malaysia. Thì trước khi chúng tôi đến đây ấy, thì như là chúng tôi là có cái hiệp hội này ở Malaysia, rồi ở Singapore, chúng tôi đã làm lâu rồi, nhưng mà chúng tôi không hề nhớ ra rằng là Mục sư Owen đã có cái trung tâm cai nghiện đầu tiên ở Việt Nam vào năm 1972. So you are 46 years old. Như vậy thì các bạn là không phải là mới 20 năm đâu mà là 46 năm rồi, nếu tính từ năm 1972. You are much older than us. Như vậy là các bạn là có nhiều kinh nghiệm hơn, các bạn là già hơn hết thảy chúng tôi ở đây đấy. So get something started. Như vậy thì hãy bắt đầu cùng với nhau làm một cái điều gì đó. Vietnam is opening up. Việt Nam bây giờ đang mở cửa. About 3 months ago I was in the Ho Chi Minh City. 3 tháng trước đây thì tôi đến thành phố Hồ Chí Minh. And they were celebrating the 500 years of John Calvin. Và họ đã tổ chức một cái sự kiện là 500 năm cải chánh giáo hội. About 3,500 people attended the conference. Và có khoảng 3,500 tín hữu là những người tiên Chúa tham dự cái hội nghị đó. Most of these leaders and pastors are from the underground church. Và hầu hết những người lãnh đạo và mục sư đến cái hội nghị này họ đều đến từ những hội thánh tư gia. So if our brother was asking about the difficult political situation in Vietnam, I think that is history. Và nếu như người anh em này có hỏi câu hỏi là về cái sự tự do tôn giáo đấy ạ, thì tôi nghĩ rằng là trước đây chúng ta gặp nhiều khó khăn, nhưng mà đấy là trước đây, còn bây giờ chúng ta được tự do hơn nhiều. In that morning conference 3,500, and I was told during the night rally every night about 25,000 people were gathered to hear the word of God. Và bữa đấy là trong thời gian ban ngày thôi ạ, khoảng 3,500 lãnh đạo, mục sư hay là những người hầu việc Chúa đến, nhưng mà buổi tối thì thường là có khoảng 20,000 đến 20,000 người đến tham dự nghe tin lành trong cái chương trình đó. And this is with the blessing of your government. Và đây chính là cái phước hạnh mà Chúa đã dùng chính phủ để cho phép chúng ta có cái sự tự do như vậy. Openly dancing on stage, young people like most of you here, raising their hands and praising God. Và một cách gọi là công khai giữa tất cả mọi người, thì ở trong sân vận động hay cái nơi đó thì là những người trẻ như các bạn ấy lên sân khấu nhảy múa hát hướng dẫn thờ phượng Chúa. The time has come for Vietnam. Như vậy thì đã đến thời điểm cho Việt Nam rồi. This is it. Và đây chính là thời điểm đó. Take the
torch and run. Và hãy nhận lấy cái đuốc và bắt đầu chạy, cũng như là chạy đua ấy. I hope that answer your question, brother. Tôi hy vọng rằng tôi có thể trả lời được câu hỏi của bạn. Perhaps our brother from Singapore can share some more about this. Người anh em của chúng ta đến từ Singapore có thể chia sẻ nhiều hơn về điều này. Hello, okay. My name is Paul Tan. Xin chào, tên tôi là Paul Tan. Yeah, your language a little bit like Chinese also, like Cheng Hu. In my country, your government, when you just say Cheng Hu, Cheng Hu, in Cantonese is government. That's why I can understand a little bit. Ngôn ngữ của các bạn rất là hay ấy, nó có giống một số với lại ngôn ngữ tiếng Trung của tôi. Ví dụ như các bạn nói chính phủ ấy thì tiếng Cantonese của tôi cũng có gần giống như vậy. Okay. Tôi có thể hiểu được một ít. Okay, I totally agree with Pastor Ivan about setting the loose association first. In fact, it's always good to have something loose, you know why? So that you can pray. Because whatever you want to do, you must always remember to pray. Why? It must be God's will, not man's will. Tôi rất đồng ý, hoàn toàn đồng ý với mục sư Owen rằng là chúng ta cần phải thiết lập cái hiệp hội này, nhưng mà đầu tiên là một cách không công, tức là một cách không hợp pháp trước, tức là không có giấy tờ trước. Bởi vì như vậy khi mà chúng ta đến cùng với nhau thì chúng ta có cái kinh nghiệm để cầu nguyện cho đến khi nào mà chúng ta đạt được một cách công khai là có giấy tờ. Bởi vì là cái chương trình này, cái hiệp hội này chúng ta thành lập là theo ý muốn của Chúa chứ không phải theo ý muốn con người. And in today's technology, nobody can stop you. Và ngày hôm nay thì là chúng ta có những cái hiện đại như vậy, công nghệ kỹ thuật hiện đại all như vậy. All of you take out your handphone. Không ai có thể cản trở chúng ta để gặp nhau handphone. Được. Chúng ta lấy điện thoại của chúng ta ra. Lấy điện thoại handphone. Đưa lên ạ. You hold up your handphone. Đưa điện thoại lên ạ. Okay, nobody can stop you now. Bây giờ không ai có thể cản trở chúng This ta được. This is the power. Đây chính là of communication. Đây chính là of your association. In fact, we can set it up during lunchtime. Đây chính là WhatsApp, một cái công WhatsApp, cụ Association of Christian công cụ truyền thông Vietnam or Hanoi. Hay là công cụ để giao tiếp rất là hiệu quả, rất là quyền năng. You say, yes, I'm interested. And you are in the association already. Và nobody can stop you, okay? Nếu như buổi trưa amen, các bạn amen. Dùng Facebook News hoặc là các bạn dùng Make WhatsApp, các bạn so nói sorry, đưa ra một cái from Singapore. Ở đây là hiệp hội đây rồi. We have to do các bạn gửi tin cho thế là tất cả mọi người trở thành hiệp hội rồi. I'm also the same. I have a lot of Vietnamese friends. Ở Singapore thì chúng tôi hay dùng WhatsApp, nhưng mà các bạn so ở Việt Nam các bạn phải dùng right, gì very đó. Simple, pray and then now you see God give us wisdom. Như vậy thì tôi đã trả lời câu hỏi các bạn rồi. Các bạn cầu nguyện và nếu Chúa thấy đây là thời điểm mà các bạn thành lập hiệp hội thì các bạn this, thành lập hiệp hội gửi this, gửi this tin cho nhau thế là thành hiệp hội rồi. You are going to really enjoy the experience of four of us to explain to you how you can get organized and be a voice for all the prisoner as well as drug user in Hanoi and in Ho Chi Minh. Và trong vòng 3 ngày này thì các bạn có bốn chúng tôi ở đây để bốn chúng tôi có thể có những cái kinh nghiệm đi trước, có thể chia sẻ với các bạn tất cả những điều gì liên quan đến những cái mục vụ của các bạn đang làm việc để giải phóng, giải cứu người nghiện ma túy cũng như là giúp đỡ những người trong tù. And just now, Pastor Irvin also shared about the 4 points. Actually, most of the businesses in Vietnam already have such courses already. If you want to upgrade yourself, it's there already. Check your Google. You just key in. There are company waiting for you. Còn là về các cái tài liệu giảng dạy của các khóa học ấy, thì là mục sư Owen có nói là bên ông có rồi, nhưng thật ra ở bên Việt Nam chúng ta cũng có hết rồi. Các bạn cứ lên Google, các bạn check là sẽ ra ngay. Yes. Mình chỉ cần có thể là lấy yes. cái tài liệu nào phù hợp nhất với chúng ta mà thôi. Oh, you sign in tomorrow, you can start the class. But don't go first out tomorrow. You join our class first. Nếu mà chúng ta đăng ký thì ngày mai có thể có khóa học ngay, bắt đầu được ngay. Nhưng mà đừng học những khóa học đấy trước. Hãy học những khóa học của chúng tôi trước. And also, just now, the leader just now asked the question is very good. It's because you need a proper certification. You need a proper certificate so that you can present it to your employer. I think that's where he is getting at. Nhưng mà có một cái người lãnh đạo của chúng ta ở đây đưa ra một câu hỏi rất là hay. Đấy là những cái tài liệu hay là những cái giảng giáo viên ở đâu ra? Bởi vì khi chúng ta dạy xong, chúng ta cần phải có cái chứng chỉ, mà chứng chỉ này phải được công nhận.
During my class, I will be sharing with you about this certification. You know, if you study the Word of God, and then when the time is right, you can go for your theological training, whether is it a Bible school or a proper Bible school where you get your diploma in theology. Yeah. Như ở trong các khóa học của chúng tôi, sau khi học xong thì chúng tôi cũng đều có cái thẩm quyền để có thể đưa những cái chứng chỉ cho học viên của mình, và chứng chỉ đấy được công nhận. Như vậy thì của chúng ta cũng thế, khi mà chúng ta có đến những cái giai đoạn mà chúng ta được như vậy thì những cái chứng chỉ của chúng ta, cho dù đấy là khóa học của lớp học thần học hay là một cách đầy đủ hay là chỉ những cái khóa học ngắn hạn thôi, thì cũng có những cái chứng chỉ như vậy, mà chứng chỉ đấy phải được công nhận cơ, chứ không phải là chỉ là chúng ta cứ đưa ra là được. And so also just a little bit explain about the association in Singapore. We have that association make up of all ex-trafficker, ex-prisoner, ex-drug user, and we gather together every 2 months once to study the Word of God and to have fellowship with one another. Và nói về cái hiệp hội này ở Sinh ấy, thì chúng tôi có một cái hiệp hội, chúng tôi ngồi lại với nhau, tất cả những mục vụ của những người cùng làm việc, ví dụ là giúp người nghiện này, hay giúp những người là đã từng là người nghiện, hay là những người là từng là gái mại dâm, hay là những cái, tức là những cái mục vụ đã từng đi, những người từng đi tù này chẳng hạn thế, thì chúng tôi có ngồi lại với nhau cứ 2 tháng một lần và học lời Chúa cùng với nhau. And it's true, it's not going to be easy. It's the same when in Singapore when we started to run the halfway house. The government were very suspicious of us because we are, you know, drug trafficker, we are drug user, we are secret society member. So, the government is very suspicious. They are afraid in front we are running a Christian home, but behind we are selling drugs. Ở Sinh ấy, thì tất nhiên là khi chúng ta bắt đầu thành lập cái mục vụ, cái hiệp hội này sẽ rất là, cũng là khó khăn, và chính phủ sẽ theo dõi chúng ta rất là sát sao, bởi vì ở Sinh chúng tôi cũng vậy, bởi vì là chúng ta trước đây là những người mà có quá khứ là ví dụ nghiện này, hay là quá khứ buôn bán người này, hay quá khứ là những cái người gọi là nhân vật đen ở trong xã hội này, và bây giờ chúng ta là đến với Chúa tin Chúa, chúng ta thành lập những cái nhóm giúp đỡ những người này, nhưng họ sợ rằng chúng ta bên ngoài thì giờ vờ là cơ đốc nhưng bên trong lại buôn bán ma túy. You know, when I was in the center, in the halfway house, 1978, the CNB, Central Narcotic Bureau, from the government, will come in to our center and ask everybody for their urine test. Check your urine, whether you are using drugs or not. Các bạn biết không, khi mà ban đầu, khi mà tôi mới thành lập những cái trung tâm cai nghiện mà của những người tin Chúa đấy ạ, chúng tôi thỉnh thoảng nhá, chính phủ cử những cái người đến và họ kiểm tra nước tiểu của chúng tôi ngay lập tức để xem là có sử dụng ma túy hay không. So not only the government will be suspicious of you. Như vậy thì không phải là chỉ chính phủ mà quan sát theo dõi các bạn đâu. Your parents will be suspicious of you as well, your parents. Và cha mẹ, gia đình của các bạn, bạn bè của các bạn cũng đang theo dõi quan sát các bạn. So everybody will be suspicious of you. Như vậy thì tất cả mọi người are đều đang theo dõi các bạn xem là thật sự các bạn có đang thay đổi hay không. So these are things that later is within the training program. But ultimately you must remember that if you stay focused, you know, you're going to prove to the government. And now, just to cut the story short, you know, we are given the prison pass. We can go into the prison anytime to share the word of God in our Singapore prison. Như vậy thì để cắt ngắn lại thì tôi muốn nói như này, bất cứ những điều gì chúng ta đang làm ấy, chúng ta đến cùng nhau trở thành hiệp hội, thì chúng ta cần phải có một cái thật sự là cái minh chứng cho chính phủ, minh chứng cho những người trong ngoài xã hội rằng là chúng ta là những người thật sự đã được thay đổi, đã được đổi mới rồi. Giống như tôi ấy, bây giờ những cái người trong hiệp hội của chúng tôi là có những cái thẻ ra vào nhà tù ấy, một cách miễn phí, có nghĩa là tự do, có nghĩa là bất cứ khi nào chúng tôi đều có thể vào hoặc ra được. Tôi đã từng sống ở Sinh rồi, tôi biết để vào được nhà tù của Sinh hầu việc Chúa ấy, cực kỳ khó, không phải là dễ mà bạn có được cái thẻ để ra đi vào như vậy. And I hope this trip I can go to your prison. Which is the most notorious prison in Hanoi? What's the prison name? Tôi hy vọng là năm nay thì các bạn có thể đi vào được ở trong các trại tù để có thể hầu việc Chúa, làm công việc trong đó. Ở Hà Nội có cái trại tù nào là khó nhất? Tên là gì? May I know? Hỏa Lò. Hỏa Lò. Hỏa Lò. Let's pray for Hỏa Lò. Như vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho Hỏa Lò nhé. Yes, pray that God will open the door. Chúng ta cầu nguyện để Chúa sẽ mở một cánh cửa. So that we can go in, because when God opened the door, nobody can shut the door. Để chúng ta có thể đi vào, bởi vì khi Chúa đã mở cánh cửa, không ai có thể đóng được. That's my job. I'm in the prison ministry. When I talk about prison, I'm on fire. Đấy là công tác của tôi.
Công tác của tôi là làm là có cái mục vụ dành cho người ở trong tù. Vì thế bất cứ khi nào mà tôi nói đến cái mục vụ nhà tù thì các bạn nhìn thấy mặt tôi đỏ lên. Hỏa lò. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho nhà tù hỏa lò được được nghe về Chúa. Heavenly Father, we pray Chúa ơi, con cầu nguyện cho hỏa lò ngay bây giờ. That Lord, you will open the door, Lord. Mở một cánh cửa để chúng con có thể bước vào những giáo sĩ, những người đến đấy làm việc. Chúng con bước vào để chúng con có thể chia sẻ phúc âm trong nhà tù này. Chúng con công bố rằng Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ cho họ, những người tù nhân ở đó được tự do khỏi tội lỗi. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Tất cả mọi người nói Amen. Thank you. Cảm ơn các bạn. Well, both of these men have given us some very good thoughts. À, cả hai người đàn ông này thì đều cho chúng ta những cái suy nghĩ rất là tốt lành. Did you know that you are the grandchildren of those who started 40 years ago? À, các bạn có biết rằng các bạn là con cháu của những người mà những thế hệ mà đã thiết lập cái mục vụ này 46 năm trước đây không? Eugene reminded me I had forgotten myself. À, chính anh ấy đã nhắc nhở tôi mà tôi đã hoàn toàn quên mất điều này. So the drug programs in Vietnam are older than every place else in Asia. Các bạn biết không, mục vụ giải cứu người nghiện ở Việt Nam ấy thì là bắt đầu sớm nhất, sớm hơn bất cứ nước nào ở trên châu Á. You are my grandchildren. Các bạn là cháu của tôi, con cháu của tôi. I am your grandfather. Tôi là ông của các bạn. Now stop and think about that. Bây giờ suy nghĩ về điều này nhé. When I did not even know as of today that that had happened, I could not remember. À, cho đến tận ngày hôm nay thì tôi đều không nhớ được là cái điều đấy đã xảy ra. But as Eugene said, God was working all the time. Nhưng mà cái anh Eugene đã chia sẻ rằng là Chúa thì đã làm việc luôn luôn từ lúc đấy cho đến bây giờ. In all of your struggles, especially in North Vietnam, God never forgot you. À, bất kể những cái vấn đề nào, những cái điều khó khăn gì mà chúng ta đang gặp phải cho đến thời điểm này thì Chúa luôn luôn lắng nghe, Chúa biết hết. He has been holding you in his arms all of this time. Và Chúa đang nắm giữ, Chúa đang ôm ấp các bạn, Chúa đang nắm giữ các bạn ở trong cánh tay của Ngài. God saw your destiny before we ever came to this meeting. Chúa thì nắm giữ cái thiên mệnh, cái chương trình tốt lành của Ngài cho các bạn ngay cả trước khi chúng tôi đến đây. And if you will keep trusting him, he will put it all together in a beautiful way. Và nếu mà chúng ta tiếp tục tin cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ đưa chúng ta đến một cái nơi rất là tuyệt đẹp, tất cả chúng ta cùng đến với nhau một cái đích. It is not the time tomorrow to have the association. It's the time now to say we will be one great family together. Và cái thời điểm này không nói là thời điểm trong tương lai, trong ngày mai, nhưng thời điểm này là thời điểm hiện tại, thời điểm của ngày hôm nay, rằng chúng ta sẽ đến với nhau để trở thành một hiệp hội, cùng một gia đình ở trong Chúa làm mục vụ này. I was God's man of yesterday. You are God's men and women of today. Tôi thì đã là người đàn ông của quá khứ của ngày hôm qua, nhưng các bạn sẽ là những người nam, người nữ của ngày hôm nay. You are the people of now faith. Và các bạn là những người của đức tin hành động ngay bây giờ. Now faith is the substance of things hoped for. À, cái đức tin ngay bây giờ chính là cái đức tin mà chúng ta trông đợi biết chắc điều sẽ xảy ra. God saw all of you 40 plus years ago and he said I'm going to do something great in Hanoi. À, và Chúa đã nhìn thấy tất cả các bạn từ 46 năm trước đây, rằng là ngày hôm nay, thời điểm này là điều mà Chúa sẽ làm cho tất cả chúng ta. Pastor Paul gave us a great thought. À, Mục sư Paul thì đã có một cái ý tưởng rất là tuyệt vời. He said with the iPhone today nothing can stop you. Ông nói rằng là với cái điện thoại ngày hôm nay, điện thoại iPhone thì không có điều gì có thể cản trở chúng ta để chúng ta liên lạc được với nhau. All of those training materials are already in the Vietnamese language. Và tất cả những cái tài liệu cần thiết cho tất cả các khóa học của chúng ta thì đã có ở trong tiếng Việt, đã có trong Google rồi.
All that is needed is a strong spiritual leader and a writer to take that and make it kingdom of God. Và tất cả mọi điều chúng ta cần làm đấy là những người lãnh đạo sẽ lựa chọn những cái người nào tốt lành để có thể viết những cái tài liệu này cho chúng ta mà phù hợp nhất với cái nhóm của chúng ta. Another great reason to have the association. Và có một cái lý do tuyệt vời nữa mà chúng ta cần phải có hiệp hội. Is for you to put together all this professional skills. Để tất cả chúng ta đều có thể cùng với nhau mà đưa ra những cái kỹ năng nào là những kỹ năng cần thiết nhất. I will be happy to work with you on that. Những cái kỹ năng cần thiết nhất cho công việc của chúng ta. Tôi cũng rất là vui nếu mà có muốn tôi làm cùng với các bạn, ngồi cùng với các bạn. But the truth is, it's already in the air in the Vietnamese language. Nhưng mà cái sự thật là những cái khóa học này ấy, những cái chủ đề này và nội dung của nó thì đã có ở trong tiếng Việt rồi. Someone here needs to pull it down and put it together as I have done, but it will be culturally correct. Và một số trong chúng ta ở đây, những ai mà có thể làm được điều này, chúng ta sẽ phải ngồi lại và thu thập những cái tài liệu này để đưa vào cho nó đúng với cái nền văn hóa và đúng với cái bối cảnh của nhóm chúng ta. And then the association gives away a wonderful certificate, a beautiful certificate saying that your staff and your students have finished all of this training in professional skills. Và chúng ta cần phải làm ra những cái chứng chỉ, chứng nhận để chứng nhận rằng sau khi học xong, được đào tạo xong thì nhân sự của chúng ta và học viên của chúng ta đã hoàn thành, đã có được những cái kỹ năng tuyệt vời này. God saw this moment 42 years ago. Và Chúa đã nhìn thấy cái thời điểm này 46 năm trước đây. You are the grandchildren for all of Asia because you started first. Và chúng ta là ông cụ, ông tổ hay là ông cái mục vụ này đã đáng tuổi là ông rồi của những cái đất nước khác và những nước khác có sau chúng ta. Now just organize it in a fellowship and a collaborative sense and put it together. Và bây giờ thì chúng ta cái nhiệm vụ cái phần của chúng ta cần phải làm đấy là chúng ta lấy tất cả những thu thập tất cả thông tin lại cùng với nhau để đưa ra cùng với nhau. Who knows your students better than your leaders? Bởi vì ai có thể biết được các học viên của bạn nhiều hơn là những nhà lãnh đạo của các bạn? And when they've gone through all of this training, và khi mà chúng ta đi học tất cả qua những cái tài liệu này, the association agrees to give them a certificate of professional skills. Thì cái hiệp hội này sẽ đồng ý để cho học viên của chúng ta và những nhân sự của chúng ta có được những cái bằng cấp chứng chỉ này. It doesn't have to be legal. It has to be energized by the Holy Spirit. Nó không nhất thiết là phải cần có theo một cách là được chứng nhận, được nhà nước này chứng nhận, nhưng mà nó cần về cách là những người được học hỏi ấy là thật sự có những kỹ năng đó. Today, ngày hôm nay, and the next few days, và một vài ngày tới nữa, when you go through all of this training with us, khi mà các bạn đi cùng với chúng tôi trong khóa học này, and you get a set of notes like this, và các bạn có it's all in the Vietnamese language, cái tài liệu phát tay như thế này bằng tiếng Việt, everything I'm going to say to you in one session, bất cứ cái điều gì mà tôi chia sẻ với các bạn trong mỗi tiết học, and the things they're say to you in other sessions we've already translated, và những cái gì mà anh Steve ở đây chia sẻ với các bạn thì đều đã được dịch sang tiếng Việt. And when the 3 days is over, và sau khi khóa học 3 ngày kết thúc, I just get on Pastor Jacob's computer, thì tôi sẽ sử dụng máy tính của mục sư Jacob, and I make you a beautiful certificate, và tôi sẽ tặng cho các bạn mỗi người một cái chứng chỉ rất là đẹp. And I list all the things we taught you. Và tôi sẽ liệt kê ra tất cả những điều mà tôi đã dạy các bạn. And you're not even an association yet. Và mặc dù là các bạn chưa phải là một hiệp hội. Nothing can stop you. Không có điều gì có thể cản trở được các bạn. It's all here right now. Tất cả bây giờ đều ở đây. And nobody's going to argue with it. Và không có ai là sẽ phản đối lại điều đó. However, tuy nhiên, if you were already an association, nếu mà các bạn đã ở trong hiệp hội rồi, and you already had a name, và các bạn đã có tên ở trong đó rồi, and you already had a president, và các bạn đã có, and a treasurer and whatever else you needed,
Và các bạn đã có cái người là vị trí chủ tịch rồi và có những người làm kế toán hay là thủ quỹ rồi. A group of your leaders who become the leaders of the association. Thì cái nhóm lãnh đạo của cái nhóm của các bạn đang liên hệ với nhau đấy chính là nhóm lãnh đạo của hiệp hội này. And before this conference is over, your leaders could meet and decide this is our association. Và sau khi mà cái hội thảo này kết thúc thì cái nhóm lãnh đạo của các bạn đang liên hệ với nhau đấy, các bạn có thể ngồi lại để bầu ra một cái người đứng đầu. I give you your certificate. Tôi thì có thể đưa cho các bạn những cái chứng chỉ. And the new president of your association signs it. Và cái chủ tịch mới của cái nhóm hiệp hội của các bạn này có thể ký vào đây. Nobody can stop you from doing that. Không ai có thể cản trở các bạn làm điều này. It only has a spiritual recognition. Và cái này thì chỉ có là những người ở trong cái cộng đồng thuộc linh có thể nhận ra chúng ta điều này. But if in the process of time, nhưng mà trong cái tiến trình của thời gian, you write your own professional skills. Thì các bạn có thể có thời gian thì các bạn sẽ làm ra những cái giáo trình như thế này bằng tiếng của các bạn. In your own training manuals. Bằng cái tài liệu tập huấn của các bạn. Or you buy into mine. Hoặc là các bạn mua của tôi. And rewrite it in the Vietnamese language. Và các bạn viết lại, chỉnh sửa lại trong cái ngôn ngữ tiếng Việt. You will be the very first association in all of Hanoi. Và các bạn sẽ là một cái hiệp hội đầu tiên của Hà Nội. Who's ever seen this material and who's ever used this material? Cái hiệp hội mà có cái nhìn thấy tài liệu này, có tài liệu này và sử dụng. And it is former drug addicts and alcoholics and gamblers and gangsters that are the most professional trained people. Và những học viên của các bạn là những người đã từng là có quá khứ nghiện ma túy, thì lại đây là những cái người gọi là những cái người mà đã được nhận những cái kỹ năng tốt nhất này. Now only God can do that. Và chỉ Chúa mới có thể làm được điều đó. You need to start seeing yourselves. Các bạn cần phải bắt đầu nhìn thấy chúng ta ở đây. As called by God to the kingdom for such an hour as this. Là những người đã được Chúa kêu gọi cho những cái thời điểm lịch sử như thế này. Is that clear to you? Điều này có rõ ràng với các bạn không? Trước khi Trung nói thì chị xin đính chính lại một chút, lúc nãy là chị đã dịch sai. Các bạn chính là ông của họ, bởi vì các bạn là có 4-6 năm rồi, còn họ đợt mới thôi, chứ không phải là cháu nhé, xin lỗi. Bây giờ mới nghĩ ra. Yeah, sorry. Chị dịch song em nói mấy cái lời cho tập trung một tí. Cho em chị dịch cái mic song được. Tôi hiểu là quý vị đang khích lệ chúng tôi trở thành một hiệp hội. Tôi hiểu cái điều đó. Cảm ơn quý vị. Tôi cũng tin là chính phủ đang muốn chúng tôi trở thành một hiệp hội. And I believe that our government wants us to become an association. Cho dù đó là cái mục đích xấu hay tốt chưa bàn đến, nhưng mà biết họ muốn chúng tôi làm một hiệp hội. With tôi hiểu. Any motivation under that, we haven't touched to that. But we know that they want us to become an association. Và cá nhân chúng tôi cũng đang muốn trở thành một hiệp hội. And for us, we also would like to become an association. Chúng tôi đang làm điều đó và đang tiếp tục làm and điều đó. We are doing it and looking forward to. Có một vài nhóm đã ngồi với nhau và chúng tôi đang tiếp tục làm điều đó. We have some group to be together and we continue to do it. Tuy nhiên để chất lượng hơn ấy, khi quý vị thảo luận về vấn đề này ấy, thì quý vị chỉ nên tập trung vào 5-6 người lãnh đạo chính của những cái hệ phái cai nghiện thì nó tốt hơn. For to have more quality time, I think you should sit down with only the leaders of each rehab center. Bởi vì nó có ngồi được với nhau thành công hay không, nó chỉ do 5-6 lãnh đạo chính đó thôi. Because if we can come together, that is depends on that leaders, not the whole group. Quý vị dạy rất là hay, khích lệ mọi người rất là nhiều, nhưng mà lãnh đạo chính không cho họ ngồi với nhau, họ không thành hiệp hội được. Even though you teach them very well and they learn a lot, but if the leaders not agree together, we cannot come together. Và tôi biết cần phải ngồi với những người lãnh đạo nào, tất cả các trung tâm cai nghiện ở Việt Nam, chúng tôi đã từng làm việc và đã hiểu. Cho nên thì tôi nghĩ nó sẽ hơi mất thời gian khi quý vị nói cái điều này. Ở đây nó có một vài cái nhân sự rất là mới. Tôi nghĩ rằng họ cần phải học cái kỹ năng để tiếp xúc với những người nghiện, với những người cứng đầu, giai đoạn 1, giai đoạn 2 như thế nào, sau đó tạo việc làm ra sao, huấn luyện họ như thế nào thì tôi nghĩ nó sẽ phù hợp hơn, bởi vì khi tôi quan sát ấy, một vài nhân sự mới họ đang muốn học điều này. So according to my own experience, I see that it is better if you work with us, the leaders group, and we know that who
we will invite to come. And for this conference, because many of us are very new workers, new staff. They are just a little bit more mature than the students. So they really would like to learn about skills, how to work with the new students, period by period. And for those who are really here, very, for those students who are really stiff-necked, how to deal with that case, and also when they graduated, how to provide a job for them. So, so everything for the workers and for the conference, association conference, just focus on the leaders group. I was waiting for someone like him to speak up. Tôi đang trông đợi một cái người nào đó như anh ấy nói ra điều này. Because I said to Pastor Jacob, not all of these are leaders. I know they're not all leaders. Bởi vì tôi đã nói với mục sư Jacob rồi, không phải tất cả những cái người ở đây đều là lãnh đạo. The other pastor. So we are very happy to meet with just the small group of leaders. Vì thế chúng tôi rất là vui để có thể làm việc với cái nhóm nhỏ nhưng mà là nhóm lãnh đạo. Thật ra câu hỏi tôi hơi dài. Nên giấy này bé quá tôi ghi không hết. Tôi hỏi câu hỏi dài được không? My question is very long and this paper is not enough, so I will prepare you to have a very long questions. Cảm ơn Chúa vì những cái điều tuyệt vời này. Tôi tin là đây là đến thời điểm của Chúa. I would like to give thanks to the Lord because of this such wonderful time, wonderful conference. Cá nhân tôi nhìn thấy một điều là sẽ ở trong một tương lai rất gần và không xa. Chính phủ Việt Nam sẽ thay đổi cái nhìn về những người nghiện. Dân tộc Việt Nam sẽ thay đổi về những cái nhìn về những người nghiện. Và những người nghiện ma túy tại Việt Nam sẽ có một cái nhìn tương lai tươi sáng hơn cho cuộc đời của họ. I do believe that in the very near future, our government will have very new perspective about our ministry, yes. And not only the government but the Vietnamese people and even the drug addicts in Vietnam, they will have very new hope that they can be transformed. And this is a very excited time. Tôi coi lời của mục sư nói khi nói là chính phủ Việt Nam sẽ thay đổi cái nhìn về những người nghiện đó như một lời tiên tri cho dân tộc Việt Nam của chúng tôi. So when you said that our Vietnamese government will have new perspective about Vietnamese addicts, I received that as a prophecy. Rõ ràng là xin thưa là chúng tôi xin thưa với các lãnh đạo và các anh em nhân sự của các trung tâm cai nghiện là tôi không bay trong cái việc này. Tôi không quá bay hay là quá phiêu trong cái việc này. And I would like to tell you that what I have shared with you now is the thing that we can trust that will happen in the near future, not because now I am on the high. Bởi vì trong quá khứ đã từng có lần Chúa bày tỏ cho tôi khải tượng là mang tin lành vào trong các nơi mà tôi đã từng bị giam giữ đó. Thì khi đó một người anh em đã nói với tôi rằng anh ơi anh đừng bao giờ mơ ở một đất nước cộng sản này có điều đó xảy ra. Some years ago when I share with our group leaders that one day God revealed for me that one day I will bring gospel to the prisons, and some other leaders said that stop your dream because it is the communist country, but now it's already happened. Nhưng tại thời điểm đó Đức Thánh Linh ấn chứng một cách rất mạnh ở trong lòng của tôi rằng phàm bất cứ điều chỉ cần người tin ta sẽ làm thành. At that time Holy Spirit touched my heart and confirmed with me whatever I believe, whatever we believe, God will fulfill it. Cho đến bây giờ 17 trại đã được mở ra cho 20.000 người được nghe về Chúa. So now we have worked with 17 government rehab centers in Vietnam, we also call prisons. And 20,000 people have opportunity to listen to the gospels. Trong tay tôi đang nắm bắt một cái cơ hội để mà chính phủ Việt Nam sẽ phải thay đổi cái nhìn về những người nghiện ma túy ở tại Việt Nam. So I see that in our ministry we have opportunity to make the evidence for the government that the government need to have different perspective for the Vietnamese. Chúng ta đã dành gần hết buổi sáng cho việc hiệp hội và hiệp một thôi, như lời của mục sư Thế Trung nói cũng chính xác, nhưng có lẽ chúng ta dành hết cả buổi sáng này cho cái việc hiệp hội và hiệp một đi, rồi buổi chiều chúng ta sẽ học các kỹ năng khác. So this morning we already spent the whole morning for talking about the association to be unity in to come into the association. So we maybe use this whole morning for association team, and afternoon we will touch to the other team.
Tôi tin đây sẽ là một cái cơ hội rất lớn cho cộng đồng những người nghiện ma túy ở tại Việt Nam bước ra để mà song hành cùng với cả thế giới này. So I believe that with this association, this is a very great opportunity for the drug addicts in Vietnam to get to give up drugs and to get out with the get out of their problems and to go into the world. Có một cuộc chạy marathon để xóa bỏ dán nhãn và sự kỳ thị cho những người nghiện ma túy được tổ chức ở tại Singapore với 7.000 người cho đến 9.000 người tại Singapore. There is an unlabeled run in Singapore for around 7,000 to 9,000 people in Singapore to get out of the label for the drug addicts in Singapore. Và họ mời chúng ta cộng đồng của những người nghiện ma túy có 50 vé mời cho những người nghiện ma túy ở tại Việt Nam sang Singapore để tham gia cuộc chạy để mà xóa bỏ sự kỳ thị với những người nghiện ma túy. And they have sent their invitation to 50 people among us to join their event. Và tôi nhìn thấy và họ cũng sẽ giới thiệu với những người nghiện ở tại Việt Nam với cả chính phủ Singapore. And they also make appointment for us to have a time with some ministers, Singapore ministers who work with this. Tôi tin đây sẽ là một cái cơ hội rất lớn cho cộng đồng những người nghiện ma túy ở tại Hà Nội và cả Việt Nam. So I do believe that it is a very great opportunity for for our group and also for the drug addicts in Vietnam. Tôi có thể tạm dùng từ hiệp hội, bởi nếu hiệp hội của chúng ta cùng nhau tổ chức tốt được cái chương trình này thì sẽ thay đổi cái nhìn của chính phủ Việt Nam. At the moment I would like to use the term association, because if our association can work well together, we together can change Vietnamese government about our. Việc tiếp theo đó là chúng ta sẽ thay đổi cái nhìn của người dân ở tại đất nước Việt Nam. And then the next step is we will change the way the Vietnamese people think about the addicts. Chính phủ tại Việt Nam coi những người nghiện coi như là thôi hết thuốc chữa rồi, xong chờ chết thôi. Because những người dân ở tại Việt Nam coi những người nghiện là thôi là hủi và tránh xa rời xa những người nghiện. Because both governments and the people of Vietnam already really scared of the addicts. Nhưng khi chúng ta làm được điều này, think that the addicts does the cannot do anything. Nhưng khi chúng ta làm được điều này, truyền thông sẽ đưa tin, cả nước Việt Nam sẽ biết tin, chính phủ Việt Nam sẽ thay đổi cái nhìn, cả cộng đồng dân tộc Việt Nam sẽ chung tay để giúp đỡ cho những người nghiện làm lại cuộc đời của họ. But when we become an association and our people, we become a very good case story for the governments and also the people, and so the whole Vietnamese will come to us. Và chính ở tại điều này, khi đất nước Việt Nam thay đổi cái nhìn với những người nghiện ma túy, thì rõ ràng là một tương lai sáng ngời cho những người nghiện ma túy ở tại Việt Nam để thay đổi với một cuộc đời mới hơn ở trong Chúa Giê-xu. And then that is there is a future for the addicts in Vietnam to believe in Jesus. Cuộc chạy sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 6 này. So the unlabeled run will be in 30 of June. Chuyến đi sẽ được bắt đầu từ ngày 28 tháng 6. We will come to Singapore from the 28th. Và những người lãnh đạo sẽ ngồi lại họp lại cùng với nhau và học hỏi kinh nghiệm ở tại Singapore từ ngày mùng 2, mùng 3 tháng 7 cho đến mùng 4 tháng 7 thì rời Singapore. 50 people among 50, we will choose 20 top leaders of the ministers of the ministries to stay back and to learn the experience, to exchange the experience with the rehab center in with the rehabs in Singapore. Trên thực tế, tôi có một sự ấn chứng rất mạnh. Đây sẽ là thời điểm để mà chúng ta vượt qua sự khác biệt để tiến đến một cái sự hiệp một rất lớn cho cộng đồng những người nghiện ma túy đang còn nghiện ở tại Việt Nam. Actually, in my heart, this is a confirmation in my heart that now is a time for us to be together, to sit together, to fight for the very big opportunity for the addicts in Vietnam. Và đây là câu hỏi của tôi với các ông. So now is my question for you. Đứng trước một cơ hội như vậy, ở những bước đầu tiên chúng tôi sẽ phải làm gì? So stand before the very great opportunity like that. What very first steps we should do? Hay cá nhân tôi sẽ phải làm gì với tất cả các hệ thống khác? Or myself, what I need to do with the other leaders of who have the same ministry? Bởi điều này xảy ra sẽ thay đổi cái nhìn của chính phủ, của người dân
và những người nghiện ma túy what, tại Việt Nam. Whatever we are going to do, we make the changes for our government, people and drug addicts. Thank you very much. This has really been led by the Holy Spirit. Tôi tin rằng đây là những điều mà chúng ta đã được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh. God himself chose all of us to be here and for you to be here. Chúa chính Ngài đang đã dẫn dắt chúng tôi và dẫn dắt tất cả các bạn đến đây. And now I am seeing the various leaders that are asking these questions, and your first step should be that these leaders meet together with us while we're here, and also you will meet together with each other to at least the leaders alone, not all the residents in the program, but the leaders look at this question of the association, and you can start while this conference is on to begin to say something to each other. Here's what we want to do. That's the first step. I think the beauty of this first step is that leadership is being identified for us as worldwide leaders to be able to give these kind of invitations, like I understood him to say in June they're going to Singapore, 50 or 20 of them going to Singapore. Some are going to stay behind and learn in the programs. That's exciting. Did you want to? Okay. Cái điều đầu tiên mà tôi muốn nói rằng là đây là những điều mà chúng tôi đang trông đợi. Những cái người lãnh đạo này vừa đưa ra những câu hỏi đấy, từ lúc này đến giờ đấy, thì đây là những điều mà chúng tôi đang trông đợi. Cái điều này là các bạn có cái sự khao khát muốn ngồi lại với nhau, và trong cái khóa này thì chúng ta sẽ ngồi lại với nhau. Các bạn là những nhà lãnh đạo quốc gia và chúng tôi là những nhà lãnh đạo thế giới. Chúng ta sẽ ngồi lại với nhau để chúng ta cùng đưa ra là những cái bước tiếp theo chúng ta phải làm gì. Giống như là các cái bước mà các bạn chuẩn bị để các bạn đi sinh ấy, cái nhóm lãnh đạo sẽ ngồi lại để học hỏi kinh nghiệm với cái nhóm ở bên sinh. He want to have one more yes, please. Idea. Còn một ý nhỏ nữa là nó là rất quan trọng cho chúng ta. Nó là cái điều mấu chốt để mà chúng ta làm được. Đó là tôi nhìn thấy những đoàn người 5.000 người đang chạy để mà xóa bỏ sự kỳ thị cho những người nghiện ma túy ở tại Việt Nam, để mà kêu gọi người dân ủng hộ những người nghiện ma túy ở tại Việt Nam, để những người nghiện ở tại Việt Nam sẽ nhìn thấy ánh sáng lớn cho cuộc đời của họ. One more thing I would like to share, that is about the unlabored for the addicts in Vietnam. Because if we can come together 5,000, 7,000 people to run for this event, the Vietnamese people will tear down their label for these addicts, and these addicts can have the hope to receive changes for their life. Và điều này chúng tôi đang không dừng ở ý tưởng. Chúng tôi đã có những chuyên gia giỏi để làm cho chúng tôi những bộ hồ sơ để đưa lên Chủ tịch thành phố Hà Nội để đồng ý cho một cuộc chạy marathon để xóa bỏ dán nhãn cho những người nghiện ma túy ở tại Việt Nam. And we are working. We have some people who support us with the paperwork so we can submit this idea to the Vietnamese government to get the paper permission. And then when we get the permission, we will invite everyone to work together for this event. Và ý tưởng này, ý tưởng cho cái cuộc chạy xóa bỏ dán nhãn cho người nghiện ở tại Việt Nam này cũng đã được nói qua đến với cả Chủ tịch thành phố. And this the idea for this event I already shared with the Hanoi's mayor. Tôi cầu nguyện đến năm 2019 là năm mà tất cả chúng ta trong cái hiệp hội này sẽ tổ chức được cái cuộc chạy marathon này để xóa bỏ dán nhãn cho người nghiện. So I'm praying that in 2019 this event can be done in Vietnam with all the with the participation from all of you. Now there is something beginning to happen here that we need to really thank God for. I would like for our brother who just spoke and these two men and we're going to pray for lunch, gentlemen. Brother, these two men. Yeah, tôi muốn là mục sư Trung này, mục sư Thế Trung và thầy Hải ạ, xin lên đây ạ. Come. Yeah. Come. Những nhà lãnh đạo. I want you to stand here with me. Tôi muốn các bạn đứng đây cùng với tôi, chung đứng vào trong. Now we are beginning to see emerge leaders that have a passion and a vision for the drug addicts and the prisoners in this country. Bây giờ chúng tôi muốn nhìn thấy những nhà lãnh đạo đang nổi lên, đang nổi bật cho đất nước này, cho dân tộc này, đứng trong cái mục vụ giải cứu người nghiện để có thể làm được những cái điều trong tương lai. I only am speaking because of the strength of their questions
and their passion. I do not know who they are. Yeah. Thật ra thì tôi những điều mà tôi đang nói đây là tôi đang nói về tôi đang được truyền cảm hứng bởi những cái người này, những câu hỏi của họ, mặc dù tôi chưa biết họ là ai. But when God begins to speak like this, we need to say yes and amen. Và khi mà Chúa đã dùng họ để nói những điều này, chúng ta cần phải nói đồng ý, amen. Now here is where you become an association. Và đây chính là cái chỗ mà chúng ta sẽ đến với cái hiệp hội. Leaders start coming forth. À, là những nhà lãnh đạo chúng ta sẽ bắt đầu bước lên. And leaders start speaking vision. Và những nhà lãnh đạo sẽ chia sẻ khải tượng. Now there is one thing about vision that can kill it. À, có một điều về khải tượng mà có thể can kill the vision. À, có một điều mà có thể sẽ giết chết khải tượng. And that is division. À, đấy là sự chia rẽ. Sự chia rẽ sẽ giết chết khải tượng. When an idea is thrown out, as these three men have thrown out ideas. Khi mà những cái ý tưởng được đưa ra từ những nhà lãnh đạo này. He says something for 2019. He says something for the training material, etc., etc. When these ideas are thrown out. Khi những ý tưởng này được đưa ra, ví dụ ý tưởng cho đến năm 2019 này, hay là những ý tưởng về tài liệu và cách vận hành các cái khóa học. These are visionary statements from the heart of God. À, đây chính là những cái khải tượng mà đã được nói ra, Chúa dùng những người này để nói ra từ tấm lòng của Chúa. But when we sit back and say, "Oh no, I don't want to do that. Oh no, I'm not going to listen to him. Oh, I never pay attention to that man." À, nhưng mà nếu chúng ta ngồi dưới và chúng ta nghĩ rằng là tôi không muốn nghe cái người này, tôi cũng không muốn để ý đến những điều người kia nói. Then the seed of division comes to try and kill the vision. Như vậy thì cái hạt giống của cái sự chia rẽ đã bắt đầu len lỏi vào để giết chết cái khải tượng. So as we go to lunch today. Và bây giờ buổi trưa chúng ta sẽ đi ăn trưa. I'm sure that there are other leaders like these three men. Tôi tin rằng ở đây còn những cái nhà lãnh đạo khác chứ không phải chỉ là ba người lãnh đạo này. Perhaps at lunchtime we can just stand and talk together. You bring those others together. Yeah. Thì buổi trưa các bạn có thể mang những cái người lãnh đạo đấy đến và chúng ta cùng nói chuyện với nhau được không? And we began the process of you releasing the vision for Vietnam. Và chúng ta sẽ tiến đến cái bước đó là chính các bạn sẽ là những người mà đưa ra khải tượng cho Việt Nam. This has been a very good morning. Buổi sáng hôm nay là có buổi sáng rất là tuyệt vời rồi. It is a great start. Đã một là cái sự khởi đầu rất tuyệt vời. And if when this conference is over, you can have started the seed of an association. Và khi mà cái hội nghị này kết thúc thì chúng ta đã bắt đầu có những hạt giống của I love this idea of changing the heart of the Vietnamese people about the drug addict. Tôi rất là yêu thích cái ý tưởng của cái người lãnh đạo này, đấy là thay đổi tấm lòng của người Việt Nam về cái cách nhìn của họ về người nghiện. They are not dirt. Họ không phải là cái gì đó rất là they are not bỏ đi đồ bẩn thỉu. They are not throw away cups. Họ không phải là những cái rác rưởi cần mà phải vứt đi. They are God's creation. Mà họ là tạo vật của Chúa. So more leaders will come forth. Như vậy thì thêm những nhà lãnh đạo sẽ bước lên đây. I want you men to stand here and let's come and stand behind them, lay hands. We're going to dismiss for lunch. No, chúng you stand sẽ in front of us. Yeah. Chúng ta sẽ làm điều này trước khi giải tán ăn trưa. I do not know if there's one or two other leaders that should be here. Xin mời một vài lãnh đạo nữa của các cái mục vụ lên trên đây ạ. I mean real leaders, not người just lãnh đạo a student, thật sự ấy. But real leaders. Những người lãnh đạo thật sự. Call them. Call them. Bên mình gọi Dương ạ. Bên Aquila gọi Dương. Bên kia gọi Hiếu ạ. Real leaders. Những nhà lãnh đạo thật sự, Hiếu lên đây. This is good. Linh và Hoàng ạ. Thank you. Xin cảm ơn các bạn đã lên bước lên đây. Would everyone stand and stretch your hands towards these leaders? Xin mời chúng ta đứng dậy và vươn tay. I am going to lead in prayer over these leaders. Tôi sẽ dẫn dắt cái sự cầu nguyện cho những người này. But they represent the future of drug addicts, alcoholics, gamblers and prisoners. Dương lên đây. Họ sẽ là những người đại diện để vươn tới những mục vụ giải cứu những người nghiện, những người nghiện ma túy, những người nghiện rượu và những cái vấn đề xã hội khác, vấn nạn xã hội. This is God's time for Hanoi. Đây là thời điểm của Chúa dành cho Hà Nội.
Rebecca, come and stand here where I can yes. see you. Yeah. Yeah. Let us pray. Chúng ta hãy cầu nguyện nhé. Father, in the name of Jesus, Chúa ơi, trong danh của Chúa Giê-xu, we lay hands on your anointed leaders. Chúng con đặt tay trên những người lãnh đạo được sức dầu này. We declare your vision through their lives. Chúng con công bố khải tượng của Ngài thông qua cuộc đời của họ. For the good of all. Cho cái sự tốt lành của tất cả mọi người. The hurting people in Vietnam. Những người mà đã từng bị tổn thương ở Việt Nam. Drug addicts and alcoholics and gamblers and prisoners. Đấy là những người đã từng là những người tù, những người từng nghiện ma túy, những người nghiện rượu hay những người đánh bạc. For the men and the women. Kể cả những người nam và những người nữ. For their families. Cho gia đình của họ. That the government will see. Để rồi chính phủ sẽ nhìn thấy. That Jesus Christ. Rằng sẽ nhìn thấy Chúa Cứu Thế Giê-xu. Is the Lord of miracles. Là Chúa của phép lạ. And can change the heart of man. Và là Chúa mà có quyền năng để thay đổi lòng người. Use these leaders. Chúa sẽ sử dụng những nhà lãnh đạo này. In a powerful anointing. Trong cái cách quyền năng và được sức dầu. Keep them together. Hãy giữ họ hiệp một với nhau. As one another. Và cùng với nhau. The body of Jesus Christ. Thì là thân thể của Đấng Christ được mạnh mẽ. I speak against division. Và trong danh Chúa Giê-xu chúng con trục xuất tất cả những cái linh chia rẽ. And I declare the glory of your vision. Và chúng con công bố rằng vinh hiển của Ngài sẽ chính là khải tượng của họ. To be released through these leaders' lives. Và cái khải tượng này sẽ được phóng thích qua cuộc đời của những nhà lãnh đạo này. For the good of this nation. Cho sự tốt lành của quốc gia này. And the glory of God. Và vinh hiển của Chúa. And the wonder of the government. Và cho những phép lạ để chính phủ này nhìn thấy. In Jesus' mighty name. Chúng con cầu nguyện trong danh quyền năng của Chúa Giê-xu. Bless them and protect them. Hãy bảo vệ và ban phước cho những nhà lãnh đạo này. And let them work together. Và hãy giúp họ làm việc được cùng với nhau. For the good of your kingdom. Để cho sự tốt lành của vương quốc của Ngài. And the good of Vietnam. Và cho sự tốt lành của Việt Nam. In Jesus name I pray. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Hallelujah. Thank you. Cảm ơn các Let's bạn. Let's go for lunch.